Quý vị hoan hỷ ha. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Brahmacha loka thibati saham pati katancha li anthivarang ayanchatha santi thasantam parachakhachantika de se tu tham mang anukam bi mang bachang Sathamma phering vinayan chak kayan suntan chak banthan aphitham macham mang Ako tanto chak sat chak dandang bambu thak nai ye parisa Yak machem Bạn thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhóm vườn độc giả ngày dời chân sang thuyết pháp đồ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đã mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh Ngài thuyết pháp, noi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chúng ni, tối mê cầu đặt chí chi vẹn toàn. Xin cung thỉnh Ngài Đỗ Tông hoan hỷ thử âm thanh. Xin cung thỉnh Ngài. Nam mô tát sa pha quá tô a ra hà tô sám ma sám bu tát sa nam mô tát sa pha ga quá tô a ra hà tô sám ma sám bu tát sa nam mô tát sa pha ga quá tô Arahato Samma Sambuddhassa Nam mô Bích Thà Gia Kính Bạch Chư Tôn Hàng Giả Kính Thưa quý cận sinh nam sinh nữ trong đạo tràng thì quý anh nghe tiếng chúng tôi rõ hôm nay chắc là quý MC quý gì đó đi trong bộ trốn bão hết rồi thành ra vị nào có câu hỏi thì cứ chat lên rồi mình tự biên tự diễn khỏi phải chờ ai cả Nam mô Bích Thà Gia Xà thu âm thanh của Ngài Đỗ Tông rất là tuyệt vời, rõ ràng. Nhưng mà Ngài nói cũng quá đúng đi. Hôm nay bà con đi tránh bão và đạo tràng của chúng ta cũng vậy, bị bão ở ngoài trời. Rồi cá nhân của chúng tôi cũng bão trong lòng. Hên quá có một cái phao, tức là đạo hữu Terasa đã hỏi câu hỏi. Xin đọc lại và cung thỉnh Ngài Liễu Tông. Khi nãy nó bậy nó bại, chưa chắc đã là đúng, nhưng mà đối với Ngài Liễu Tông thì chắc chắn bảo đảm. Kính sư, con chuẩn bị làm chủ lễ dân y Kathina cho một ngôi chùa nhỏ vào năm tới. Có một người bạn tặng con một bộ đại y và bát, muốn con dùng để làm lễ. Con có nên nhận để sử dụng hay cần phải thỉnh riêng y bác khác, hay là nhận và hoàn tiền lại cho người bạn? Đối với mỗi trường hợp, quá phước sẽ thế nào? Kính sư chỉ dạy cho chúng con được thông tỏ. Con kính chị ân sư. Kính thỉnh Ngài Liễu Tông ạ. Nam mô Bụt Thà Giả Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, thì mình chuẩn bị làm lễ cho dân y đó.
Thì chúng tôi không rõ là cái vị mà làm chuẩn bị làm lễ chân y đó có mua y bát sẵn chưa. Nếu có mua y bát thì mình cứ nhận cái bộ kia để làm y phụ tùng. Này, y phụ tùng. Còn cái bộ y mà mình đã nguyện và mình tìm kiếm là mình đã nguyện để làm lễ chân y thì nên dùng cái bộ y đó để làm lễ chân y. Trường hợp thứ hai, nếu mình chưa có thì cũng được, không sao thì cứ nhận cái bộ y mà người bạn biếu tặng đó thì làm lễ chân y cũng được, chứ không có gì đó, không cần phải trả hay là tiền trả gì cả, bởi vì họ cũng có đức tin này đó thì mình cứ sử dụng vậy thôi. Cái quan phước báo thì nó giống nhau, nếu mà cái tác ý mình từ lúc mình nguyện làm chủ lễ chân y cho tới cái lúc mà mình tác bạch lễ chân y mà không có gì thay đổi thì phước báo hoàn toàn chứ không có gì hết đó. Trừ phi là mình có ý là mình muốn cái gì khác á, thì cái đó phước nó mới bị cái những cái suy nghĩ ngoài lề đó nó làm cho mất năng lực đi. Thành ra thường lễ chân y sở dĩ mà nó có nhiều phước báo á, là tại vì cái tác ý trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm đó nó phát sinh liên tục và trong thời gian rất lâu dài. Đó là lý do tại sao phước báo nó vô lượng là vậy. Thành ra bây giờ nếu mà có y thôi, còn không có y thì nhận y nó cũng được, hoặc là có y rồi mà không muốn làm người bạn mất lòng thì nhận cũng được, nhưng mà cái y bát để làm y phụ tùng, tức là y phụ trong lễ dân y, chứ không có gì mà phải buồn hay xin mít gì cả. Nam mô Bụt Thầy á. Đạo hữu Terasa, đã sa thú chúng con kính tri ân sư. Đạo hữu thấy ngài Tiểu Tông, ngài trả lời một cách dứt khoát rõ ràng, và đạo hữu thấy rằng lối giải thích của ngài Tiểu Tông rất là hoan hỷ. Bây giờ đạo hữu đặt thêm câu hỏi và mời đạo tràng đặt thêm câu hỏi. Kính chào huynh Phan Quang Liêm vừa đến với pháp hội. Xin mời quý vị có thể trực tiếp đưa tay để những cái lời nói của mình có giá trị, hoặc là quý vị có thể rằng tay chát lên giống như đạo hữu Terasa. Xin mời quý vị cứ mạnh dạn. Đạo hữu Bình Minh, đạo hữu Bình Minh sau này cũng có nhiều ý kiến hay lắm, nhiều câu hỏi tốt. Đạo hữu Quan Hỷ có thể đưa tay. Hoặc là vị nào có cái giọng nói tốt hơn chúng tôi có thể làm thị giả cho ngài. Alo. Như ngài Lữ Tông vừa nói, có bao nhiêu làm bấy nhiêu. Hôm nay trời bị bão và bão ngoài trời, nhưng mà chúng ta có bị bão hay không, đó là điều quan trọng. Quý vị mà cùng an trú được trong pháp, đưa lên những câu hỏi được như thế này thì tuyệt vời. Mời quý vị cứ cứ thế mà làm, để chúng ta nhận được những lời giáo huấn, những lời giáo giới của ngài Liễu Tông. Alo, quý vị tiếp tục. Quý vị, đạo hữu Bình Minh, đạo hữu Tam Úy, đạo hữu Samma Sati, xin mời quý vị, mến chào đạo hữu tìm lại mới đến với pháp hội. Mời quý vị mạnh dạn đưa tay, xin chứng minh. Đạo hữu Bình Minh, xà thú, đây là một sự thắc mắc. Kính bạch ngài, làm sao chúng con có thể giúp được những người xung quanh cũng có lòng hướng về Phật pháp? Họ đã có lòng hướng về Phật pháp thì mình giúp làm sao đây? Nhưng mà cái sự thắc mắc này bảo đảm ngài Liễu Tông sẽ giải thích, và đạo hữu Bình Minh sẽ hoan hỷ. Cung thỉnh ngài Liễu Tông. Nam mô Bụt Thầy gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó mình phải hiểu cái tâm lý của những người xung quanh là họ muốn những cái gì ha, cái đó là cái quan trọng. Thành ra nếu mà họ muốn hướng về Phật, có lòng mà muốn học hay là tu học Phật pháp gì đó,
thì mình không, nếu mình có khả năng thì mình nói họ nghe thì càng tốt, mà không có khả năng đó, thì mình chờ những cái chùa nào mà có chân sư thiền hữu trong những ngày lễ đó mình rủ họ đi, nhưng mà trước khi đi thì mình phải chuẩn bị một cách nào, rồi mình nói với một cái vị sư nào đó, nhớ là bạn con hay là những người xung quanh con có những người cái tư tưởng như vậy đó, nhờ ngài cho họ một số cái tư tưởng để họ có thể họ hướng đầu về Phật pháp giống như chúng con, ví dụ vậy. Thì cái vị sư đó nếu mà họ biết được một số cái dự kiện vậy thì họ có thể họ tìm những cái điều mà lợi ích, khi họ nói ra thì người kia họ mới có cái thì mình gọi là cái sự cảm xúc để họ bị lôi cuốn. Chứ còn bây giờ họ không có cái, mình không biết, ông sư cũng không biết gì hết mà nói nhiều khi nó phản ứng ngược, nghe không? Ví dụ người đó tới chỉ biết cầu an cầu siêu mà lại ông sư cũng phán cho câu cầu an cầu siêu làm gì mà có kết quả gì đâu, Đức Phật đâu có làm đâu, này kia xong thì không được. Cái câu đó chỉ để dành cho người đã ngồi trong cái ghế của giáo pháp rồi thì mình mới có thể nói kiểu đó thôi. Còn những người mà còn sơ cơ hay là xa cơ giống như mình á thì mình phải nhờ cái gì đó mà chứ phải cho một số cái information, để vì đó khi mà hiểu rồi đó thì vị đó có thể dùng những một số cái điều kiện trong giáo pháp mà vị đã học để có thể nói ra để tạo cho người ta có được cái sự tin tưởng. Rồi họ mấy lần đầu thì chắc chắn là vị sư nào cũng vậy, chỉ nói để giống như để đo lường cái đức tin của người đó và đo lường cái sự mà tầm sư học đạo của người đó. Rồi những lần sau đó có cơ hội thì cứ dẫn họ tới hoài thì tự nhiên họ tìm thấy được sự an lạc trong cái việc mà nghe giáo pháp của các vị sư, thì họ tự động họ tìm tới thôi. Chứ còn mình thì chắc chắn là mình với người xung quanh họ coi giống như nhau hết á. Quý vị nên nhớ người Việt Nam mà chúng tôi hay nói đó là có cái cố tật rất là kỳ cục, cứ nghĩ là mình hơn lớn là mình phải hơn người nhỏ. Ví dụ như là trong gia đình cũng vậy, mình mà nói ông cụ bà cụ là chắc chắn cụ bà cụ là chỉ từ rề tới chửi thôi chứ không có nghe mình đâu. Nói tao là cha mày, tao là mẹ mày, mày biết gì mà mày tính dạy tao rồi, hay là tao là chị mày, hay là tao là anh mày. Nó không có cái kiểu mà giống như lời Đức Phật dạy. Đức Phật dạy trong gia đình đó, trong gia đình thì con có thể bằng cha bằng mẹ. Trong một gia đình con có thể hơn cha hơn mẹ, và trong một gia đình con có thể thua cha thua mẹ. Thành ra cái điều kiện đó mình có thể dựa vào đó để mình nghe lời người nhỏ hơn mình, với người nhỏ cũng có những cái sự hiểu biết mà giúp cho mình có sự học hỏi, giúp cho mình có sự tiến bộ trong đời sống được. Chứ không cứ là người lớn là phải giỏi. Trong giáo pháp Đức Phật thì có nhiều vị sa di 7 tuổi là đắc đạo quả được, trong khi có nhiều vị tu tới già sắp xuống lỗ rồi mới đắc, thí dụ vậy, thấy không? Thành ra cái chuyện mà mình muốn cải chánh tri kiến cho người ta đó thì nó phải có một số cái điều kiện, mà cái điều kiện đó mình nhờ người nào thì mình phải hé lộ cho người đó biết như vậy đó, để khi mà họ có thể họ sắp xếp một số cái chuyện mà trong kinh điển, ví dụ như trong trường bộ kinh, trong bộ kinh ngay cả trong điện tiền thân của Đức Phật chẳng hạn, thì mới làm cho cái người đó họ mới phát sanh được cái đức tin ở nơi cái điều mà mình muốn cho họ là hướng về Phật pháp, thì họ mới có đức tin được. Chứ còn nếu không thì họ đi vài bữa rồi họ cũng bỏ đi rửa tội mà thôi. Nam mô Bích Thầy giá. Sa thú sự giải thích của ngài Liễu Tông. Đạo hữu Bình Minh Sáu cũng đã sa thú lành thay. Con kính tri ân ngài. Khi nãy ngài Liễu Tông có nói là con bằng cha mẹ, con hơn cha mẹ, và trong câu chuyện của ông Thóc Cô Độc á, quý vị biết rằng người con gái trước khi chết, ông Cấp Cô Độc ông về thăm, và người con gái trước khi ra đi đã kêu ông Cấp Cô Độc bằng chú em, chú em đừng có buồn, vân vân. Thì khi nghe mình là cha,
mà đứa con của mình kêu mình bằng chú em, thì nghĩ rằng à, con của mình nó mê sản, nó sợ thằng chết, cho nên mới nói bậy bạ như vậy. À, sau khi hỏa táng xong, đến gặp Đức Phật và trình bày à, con của con cũng làm toàn những cái thiện sự, mà sau khi chơi gần lâm chung là nói lên những lời mê sản bậy bạ. À, thì Đức Phật khẳng định giống như Ngài Đức Tông vừa nói, đối Phật Pháp, con hơn cha mẹ là trường hợp sự chứng đắc của người con gái này nó cao hơn ông cấp cô độc một bậc. À, ông cấp cô độc dĩ chứng đắc vị thánh hữu học Tu Đà Hoàn, nhưng mà người con của ông ta là Tư Đà Hàm cao hơn, cho nên gọi ông cấp cô độc bằng chú em. Mến chào sư Trần Đạo. À, sư Trần Đạo hôm nay đến trễ. Sư Trần Đạo coi như có thể làm thị giả cho Ngài Đức Tông được không? Rồi bây giờ quý vị cứ tiếp tục nhiều câu hỏi nữa đi. À, chỉ mới một câu hỏi của đạo hữu Terasa và đạo hữu Bình Minh Sáu. À, quý vị có thể hoan hỷ đưa tay, trong cái lời nói của mình có thể lột tả được những ý nghĩa à, tuyệt vời hơn. Còn nếu quý vị à, không cầm micro được thì cứ tế chat lên à, để đạo tràng cho hấp dẫn. À, một tuần chúng ta chỉ gặp lại một ngày, và quý vị đến với Ngài Đức Tông thì đặt càng nhiều câu hỏi. À, có như vậy thì buổi sinh hoạt mới sinh động và chúng ta học hỏi được nhiều hơn. Rồi xin mời quý vị tiếp tục. À, đạo hữu Bình Minh còn cái gì nữa không? À, cứ thế chát lên chúng tôi đọc cho. Mến chào đạo hữu Chiếc Lá Cuối Cùng. À, đạo hữu Chiếc Lá Cuối Cùng, hôm nay là ngày à, luận đàm về Phật Pháp Kale Nathamasakacha. À, khi mà chúng ta luận đạo thế này thì chúng ta học hỏi được rất nhiều điều, để tâm của chúng ta không có còn thắc mắc nghi ngờ. Đó là một điều rất tốt. Rồi xin mời bàn tay của đạo hữu Chiếc Lá Cuối Cùng. À, có thể nêu lên những sự thắc mắc của mình được không? À, không riêng gì đạo hữu Chiếc Lá Cuối Cùng mà quý vị trong đạo tràng của chúng ta, à, quý vị cứ mạnh dạn đưa ra những sự thắc mắc. Alo. Sĩ Diệu Minh, Sĩ Thi Lâm, Sĩ Mây Ta thì bận rồi. Rồi bây giờ đạo hữu Nguyên Trần, đạo hữu Samma Sa Tý nè, đạo hữu Magachita nè, à, nhiều vị trong đạo tràng giỏi, nhưng mà sao hôm nay im lặng? Hay là thấy Ngài Đức Tông sợ ha, không dám hỏi? Cứ mạnh dạn đi, Ngài rất là từ bi, hỏi gì Ngài trả lời đó mà. Mời bàn tay quý vị hay là những câu tế chát. Alo, alo. Hôm nay ở Việt Nam cũng có bão, cơn bão số 4. Có mấy cây cầu nó ngã xuống, à, hên quá. À, nó né chúng tôi, hay là nó né chùa hay sao, đánh xuống một cái râm. À, vậy mà không trúng mấy chùa, không trúng nhà cửa, không trúng con người. À, đó cũng là điều hên. À, và không biết là quý vị bị bão không sao mà thấy sợ đến nỗi một cái nghe đến đạo tràng yên ru vậy. Quý vị biết một cây cao mà nó cao trên 20 thước ha, mà nó đánh xuống một cái râm giống như trời giáng vậy đó, giống như trời long đất lở, vậy mà không trúng ai, thiệt là hên, gió nhiều lắm. Rồi mến chào đạo hữu Sopanachita. À, quý vị hãy nêu lên những câu hỏi.
để khỏi mất thời gian của đạo tràng. Alo, đạo hữu Bình Minh còn câu hỏi nào tiếp tục? Đạo hữu Teresa, cứ mình dàn lên. Quý vị hỏi những câu hỏi thế này hay lắm. Hoặc là xin mời bàn tay của quý vị. Xa thủ xích đạo hữu Bình Minh sao cũng có một câu hỏi. Kính bạch ngài, con thấy xã hội ngày nay cuộc sống tinh thần có vẻ đi xuống, làm sao chúng con giữ được cái tâm bình thản trước những biến động xung quanh? Một câu hỏi quá hay. Cung thỉnh ngài Liệu Tông, đây là một sự thắc mắc của đạo hữu Bình Minh sao. Cung thỉnh ngài. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự đó, tại vì mình không có cái chỗ nương nhờ cho cái tâm của mình, thành ra mình mới sợ những cái biến động đó thôi. Thì bây giờ mình muốn tránh được cái đó, mình muốn giữ cho tâm bình tĩnh đó, thì có hai chuyện để làm thôi. 40 đề mục của thiền chỉ và 72 đề mục của thiền minh sát. Mỗi ngày quý vị chỉ dựa vào đó thì cái tâm nó bình tĩnh. Trong bài kinh Tha Chắc Khá Sụ Tạ đó, nói kinh ngọn cờ đó, khi mà Chư Thiên ở trên cung trời có Đức Đế Thích mà đánh với Atula mà lên nó kiếm chuyện, thì thường thường người ta nhìn ngọn cờ của ông Đế Thích. Nhưng mà theo Đức Phật á, thì khi mà mình đối diện những cái sự đó rồi, mình cứ tụng để bái tâm bảo, tức là ta bình tĩnh trở lại liền, chứ không có gì đó. Thành ra đó là những cái điều kiện mà nó giúp cho tâm mình nó nương nhờ rất là vững chắc. Chuyện bình thường là mình chỉ cần nắm mô tạch xạ, rồi cái mình tụng y tì bi sổ phá ra qua, rồi đó cái mình tụng vài lần về cái tâm mình tự nhiên là nó giữ được bình thản trước những cái gì xung quanh. Và nó rất là có giá trị, chứ không phải không. Còn nếu mà mình có khả năng hơn nữa, hoặc ở gần mình có những cái vị thầy mà về giỏi về thiền đó, thì mình cứ tới đó thì người ta sẽ cho mình một số cái đề mục liên quan cá tánh của mình, hay một số cái đề mục mà liên quan tới cái sự quan sát của niệm và tuệ đó, thì nó sẽ làm cho mình rất là bình tĩnh. Bởi vì cái mình thường thường đó, con người chúng ta sở dĩ mà cái tâm nó dao động tại vì chúng ta hướng ngoại. Nhưng mà khi chúng ta có những cái đối tượng để cái tâm nó hướng nội thì bên ngoài không ăn thua gì. Không ngoài ăn thua gì hết á. Còn khi nào mà mình cái tâm mình hướng ngoại rồi thì con người mình rất là nhỏ bé. Rất là nhỏ bé. Mà khi nó nhỏ bé như vậy đó thì quý vị phải biết là nó phải sao động. Sợ đủ chuyện hết đó. Sợ này sợ nọ. Nhưng mà nếu mà cái tâm mình mà nó có cái đối tượng bình thường thì chắc chắn những cái điều đó là không có. Không thể xảy ra đối với người vậy đó. Đối với những sĩ sư mà mất ban đầu trước khi vô rừng cũng sợ này sợ nổi lắm. Tới đó thời gian sau dựa vào những cái điều kiện về thiền, hay điều kiện về những cái lời giáo huấn của Đức Phật đó, thì người ta vẫn ở rừng vẫn bình thản như thường, chứ không có sợ. Nhưng mà mới vô sợ, sợ đủ chuyện đó. Thành ra là hủ cái tập về đi ha. Là một số cái điều kiện về thiền chỉ hay thiền minh sát, tại vì mình không biết cái ba la mật kiếp trước của mình thuộc về thiền loại nào. Thành ra thì mình cứ tập, thấy cái nào nó phát triển thì chắc chắn là mình đang ở trong cái điều kiện có thể phát triển cái tâm mình cho nó có năng lực trước những cái điều kiện bên trong đó, thì nó sẽ giúp cho mình luôn luôn có sự bình tĩnh đối với những biến động bên ngoài, mà không có gì mà phải lo ngại chuyện đó cả. Trừ phi cái tâm mình không có những cái đối tượng chắc chắn như vậy, thì nó con người chúng ta đó, xin thưa quý vị đó, mình nói thì nó hoài, chứ người chúng ta cái ngũ quẩn này nó rất là yếu, chứ nó không có phải là khỏe mạnh giống như mình từ xưa giờ mình nghĩ đâu. Quý vị muốn biết yếu như thế nào, quý vị cứ tưởng tượng vậy đi. Quý vị đừng ngồi nói chuyện với người đẹp của quý vị mà chỉ cần một cái viên bụi rất là nhỏ nó vô mắt, thì cái chuyện đó người đẹp quan trọng, hay là lấy cái hột bụi ra khỏi cái con mắt mình là chuyện quan trọng. Đó.
em biết người mình nó yếu yếu xìu rồi chứ đâu có mạnh gì đó, mà mình cứ tưởng là mình mạnh, mình cứ tưởng mình này nọ, nhưng mà thấy đụng chuyện rồi thì không mới biết mình là yếu xìu chứ không có mạnh gì hết đó. Thành ra đó là những cái điều kiện mà mình nên thực tập để được cái tâm mình nó có năng lực, thì khi nó có năng lực thì đối với những cái chuyện mà dao động bên ngoài nó không thua gì hết á, bởi vì cái đó là mình có gì đi nữa thì mình cũng không thể nào làm cho chúng sanh khác giống mình được, thì mình nên biết cái chuyện đó là mình nên tu tập cho cái tâm mình nó mạnh, và tốt hơn là mình nghĩ giúp người ta là cái tâm họ mạnh ha. Nam mô Bụt Thầy vậy. À, đà hữu bình minh sáu đã xa thủ lành thay, con kính tri ân ngài. Sự giải thích của ngài Hữu Tông đã làm cho đà hữu bình minh sáu đã hoan hỷ. Minh chào định tuệ song tu xứ Sài Gòn, và một cái vị nào cái này khó đọc quá, xin xin lỗi nha. Xin Sài Gòn trả lên là kính lễ ngài Rượu Tông Sư Chị Đức và quý vị Tôn Đức Tăng Ni, kính chào tất cả. Chữ đỏ này nổi quá rồi, mời Sư Sài Gòn có những cái gì thắc mắc. Sư Sài Gòn hoan hỷ hôm nay không có ai, chắc có lẽ mời Sư Sài Gòn lên làm thị giả cho ngài Rượu Tông, hoặc là nếu không làm thị giả thì cũng phải đặt ít nhất là 5 câu hỏi. Chứ đạo tràng hôm nay thấy trời bị bão rồi, bèo dạt mây trôi đâu hết rồi á, không có ai. Xe Sài Gòn hoan hỷ đi, đặt lần 5 câu hỏi. Còn nếu không đặt một lần 5 câu hỏi thì phải đưa tay làm thị giả cho ngài Tử Tông. Alo, mời bàn tay xe Sài Gòn. Sài Gòn lúc trước có nhiều câu hỏi hay lắm. Nào là về Bali như thế nào, học kinh sao sao đó, chúng tôi nghe loáng thoáng thôi. Bây giờ chắc chắn là Sài Gòn có nhiều ý hay. Mời bàn tay Sài Gòn. Alo. Trời đã bảo rồi mà coi như còn ế này, mời không lên nữa, khổ thiệt. Đây, đại hữu Bình Minh còn thắc mắc gì nữa không? Tí xíu hả? Trời đất ơi, chưa chuẩn bị gì, cầm micro lên, nói là nó ra. Sĩ Sài Gòn là MC mà, nó đại chặt, nó cái ý ra liền à. Thôi bây giờ Sĩ Sài Gòn lên thử micro nè. Chào bà con trong đạo tràng nè. Rồi có thể ai đưa ra câu hỏi thì Sĩ Sài Gòn đọc trước rồi tìm câu hỏi sau. Rồi mời bàn tay Sĩ Sài Gòn cũng như quý vị trong đạo tràng, ai muốn đưa tay cứ tự nhiên. Alo, alo. Vừa rồi đi qua chùa Đạo Quang, không đi qua được bên Cali, ngài Lựa Tông thông cảm, có gửi một phần quà của ngài, sư chánh niệm, giữ dùng một phần quà của ngài Chương Trí, 2 phần quà. Ngài cũng hoan hỷ bởi vì cũng lu bu công việc, không đi qua Cali, dâng tận tay các ngài, đó cũng là một cái lỗi. Nhưng mà phần quà nói lên cái tấm lòng, ngài cũng hoan hỷ. Nếu sư chánh niệm dâng lên thì ngài cũng hoan hỷ nhận dùng. Rồi xích Sài Gòn tí xíu, hồi nãy giờ câu giờ rồi, hơn xíu rồi nghe. Rồi huynh Phan Quang Liêm ơi, đưa lên những câu hỏi để đạo tràng khỏi trống vắng. Huynh Liêm về 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 pháp học rất là giỏi. Có một lần chúng tôi đi qua chùa Xá Lợi, rồi Thượng Tọa Quán Không có đưa tư liệu của huynh Liêm, thấy rằng rất là công phu. Mà nếu mà sức học như vậy thì thật sự ra cá nhân của chúng tôi thấy cũng bó tay.
nhìn vô là thấy cả một cái công trình học hỏi tu tập. Ô, có câu hỏi rồi. À, đạo hữu học online thắc mắc, kính bạch sư, có nhiều vị giảng dựa vào 100% chú giải, có nhiều vị nói chú giải cũng có sai, như vậy con biết tin ngài sao đây? Xin lặp lại ha. Kính bạch sư, có nhiều vị giảng dựa vào 100% chú giải, có nhiều vị nói chú giải cũng có sai, như vậy không biết tin ngài. Đây là một sự thắc mắc của đạo hữu học online. Kính thỉnh ngài Liễu Tông ạ. Nam mô Bụt Thà Gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó thì mình nói chú giải sai không thì cái chuyện đó nó chắc là nó không đúng rồi. Giáo pháp bây giờ đó mình dựa vào những cái tiêu chuẩn sau đây. Thứ nhất là Chánh Tạng Pali, kế đó là chú giải, kế đó là đi ca, thấp hơn nữa là Anu đi ca, và thấp nhất là Acari Giá Hoa Đá, tức là sự hiểu biết hay là sự giải thích của các tổ. Thì cái sự giải thích các tổ có thể là đúng không đúng thì cái chuyện đó tùy theo. Còn cái chuyện mà đi ca đó thì thật sự ra đó, đi ca thì họ không có giải thích, không có giải thích chánh điển, thành ra mình nói sai là không có đúng. Còn chú giải đó thì có hai loại. Loại thứ nhất là Ma Hả Thật Cà Thả, tức là chú giải có thể là của Đức Phật hoặc của các vị thánh tăng vào thời Đức Phật còn tại thế kia, nó gọi là Ma Hả Thật Cà Thả. Có những cái quyển bây giờ mình thấy tên thôi chứ còn không biết cái nguồn gốc hay là cái nội dung nó ra sao. Thí dụ như Ma Hả Karunthi hay là một số cái khác nữa. Còn cái chú giải đó, có một số cái chú giải mà mình nói là của các bậc thông thường đó, thật sự ra các bậc sau này mà không phải là bậc thánh hay là không hiểu biết chính xác về tâm tạng đó thì họ không có viết chú giải đâu quý vị. Quý vị nên nhớ cái gì mà nổi tiếng nhất mà về chú giải đó là ngài Bức Thà Gô Xạ. Nhưng mà chính ngài nói cái đó không phải của ngài, cái đó của các vị hồi xưa. Nhưng mà tại vì khi mà chuyện qua tới Tích Lan thì người ta viết ra cái ngôn ngữ Tích Lan, thành ra ngài muốn bảo vệ cái chính ấy, nó ngài dịch từ tiếng Tích Lan qua tiếng Bali mà thôi. Còn của ngài đó là chỉ có một hai quyển mà thôi chứ không có nhiều, không hai quyển. Ví dụ như quyển nổi tiếng nhất đó, mà giải thích tóm tắt là cái quyển Quý Sự Thí Mắt Khá. Tại vì bây giờ quyển Quý Sự Thí Mắt Khá tức Thanh Tịnh Đạo đó nó có nhiều cái điểm mà rất là khó hiểu, thành ra sau này đó người sau này đó có một vị viết ra, nghĩa là một loại đi ca, tức là giải thích chú giải. Thì cái quyển Thanh Tịnh Đạo nó có hai cái quyển giải thích cho Thanh Tịnh Đạo không mà thôi. Thì thứ nhất là Quý Sự Thí Mắt Ma Hả Đi Ca, cái quyển thứ hai là Quý Sự Thí Mắt Chu Lá Đi Ca. Thì hai cái quyển đó chỉ giải thích cái quyển Thanh Tịnh Đạo tới quyển Quý Sự Thí Mắt Khá mà thôi chứ không có cái giải thích cho chánh tạng. Thì bây giờ mình nói là nghĩa là không có đúng hay sai đó, cái đó thì chắc chắn là nó không chính xác rồi ha, không chính xác rồi. Nhưng mà đi ca thì có thể ấy, bởi vì đi ca sau này, thời gian sau này người ta có thể giải thích dựa vào chú giải, thì người ta giải thích một số phần mà chú giải không có đề cập tới trong kinh điển. Thì cái đó có nhiều người nói nó không chính xác, nhưng mà thật sự ra nếu mà nó không chính xác hay là nó sai mà mình cũng phải dựa vào nó để mình tìm cái điều kiện khác. Ví dụ như bây giờ cái đoạn đó trong Tánh Đạn mà cũng tìm thấy chú giải không có, mà đi ca không có, chỉ có cái sự giải thích của Acari Giá Hoa Đá tới của các tổ đó. Thì mình phải dựa vào sự giải thích đó để mình tìm hiểu qua một cái số điều kiện khác để mình hiểu rằng cái đoạn văn đó đó đúng hay sai. Chứ còn khi không mình nói về sai thì cái đó rất là nguy hiểm.
bởi vì cái trí của mình chưa tới đâu, mình nói sai là rất là nguy hiểm, cái đó là cái chắc rồi chứ không nói nào nữa. Quý vị nên nhớ đó, mình biết cái điều mình biết đó, nó chỉ là hậu cát so với cái điều mình không biết mà thôi. Đó là lý do tại sao mình phải dựa vào một số cái điều kiện về chú giải hay là đi ca là như vậy ha. Cái chú giải thường là của Đức Phật cũng có, của các bậc thánh cũng có, nhưng mà điều tại vì ngài nói không có phải nói một cách chính thức cho bất cứ ai, thành ra người các nhà kết tập tâm tạng sau này người ta mới liệt vào chú giải, mà người ta gọi là đại chú giải ma thà ca thả, nó là do chính Đức Phật giải thích chứ không phải là do các vị thánh nữa. Thành ra mình nói là chú giải mà cũng có thể có sai nữa, cái đó là phải nói là không nên, là rất là nguy hiểm. Nếu mà cái loại đó, cái chú giải đó là của chính Đức Phật nói ra mà mình có cái tư tưởng đó cũng rất là nguy hiểm, nhưng mình chứ không phải không đâu. Thành ra bây giờ đó mình phải dựa vào chú giải. Cái chỗ nào không có chú giải thì mình phải dựa vào đi ca. Mà nếu trường hợp dựa vào đi ca mà vẫn không có nữa thì mình phải dựa vào cái lời giải thích của các tổ để sao. Nhưng mà cái phần trăm cái sự giải thích của các tổ đó có thể nó không bằng đi ca. Mà đi ca thường thường đa số đi ca là giải thích chú giải chứ không phải giải thích thánh tạng, chỉ có chú giải mà giải thích thánh tạng mà thôi đó. Thành ra bây giờ thành ra đa số mình muốn hiểu kinh điển là phải theo gì, dựa vào chú giải để mình coi cái đoạn đó là gì, chứ còn mình dựa vào Bali mà mình không hiểu, mình dựa vào cái bản dịch không á là rất là nguy hiểm, bởi vì nó sai rất là xa chứ không phải là sai ít đâu quý vị. Xin thưa quý vị vậy đó, sai xa lắm chứ không phải sai ít. Thành ra mình phải dựa vào một số cái điều kiện để mình hiểu thôi, chứ còn dựa vào một số cái điều kiện để mình hiểu đó, thì cái điều kiện mà để mình dựa vào kinh điển mình hiểu đó, thứ nhất là cái thực tính pháp, tức là cái câu nói đó nó phải dựa vào một số điều kiện mà Đức Phật dùng để chế định ra cái ngôn từ đó, chế định ngôn từ đó, bởi vì cái lời nói của chúng ta đó nó có nhiều khía cạnh lắm. Theo trong Niti Bhakarana đó thì tức là một sách mà về ngôn ngữ đó, thì nói là trong Bali đó có 12 cách phụ và 40 mấy cách chính, 42 cách chính và 40 mấy cách phụ. Cách chính phụ là như thế nào? Và nhiều khi mình nói cái nhân mà mình ta muốn hiểu, người ta hiểu cái quả. Hoặc ngược lại mình nói cái quả mà người nghe phải hiểu cái nhân mới đúng. Mà cái chuyện đó là mình rất thường thấy ở đây. Hoặc là nói bên không hiểu bên cạnh, nói bên bên hiểu bên. Thí dụ như cái chuyện bình thường mình nói sai hoài mình không hiểu, chúng tôi cũng có từng thí dụ trên room này đó, là mình nói cái nhân mà mình muốn, mình nói cái quả mình muốn hiểu cái nhân. Là cái chuyện mà quý vị đi về đó, rồi mình kêu con mình đi nấu cơm, tức là mình nói tới cái quả mà đứa nhỏ nó phải hiểu cái nhân này, nó mới lấy gạo nó nấu. Chứ nếu mình nói cho đúng theo ngôn ngữ đó, là phải đi nấu gạo bởi vì mình muốn cơm, thấy không? Đó là những cái vậy, thành ra mình phải dựa vào số cái điều giải thích. Bởi cái mấy cái đó thì Đức Phật không có giải thích, nhưng mà muốn đọc hiểu kinh tạng là mình phải hiểu, đọc những cái xung quanh đó trước rồi mình có thể hiểu kinh tạng được là như vậy. Thành ra nếu mình dựa vào chú giải mà nói vậy nào mà nói chú giải cũng sai hoặc không tin thì có lẽ cái vị đó chắc là Phật rồi chứ không còn ai khác hơn nữa đó. Thế còn bây giờ thật sự ra quý vị không tin thì bữa nào có dịp mà đi qua Miến Điện hay gì hỏi bắt các ngài Tam Tạng Pháp Sư đó, ngài thuộc lòng Tam Tạng kinh điển đó, hỏi các ngài hiểu đó, ngài có dựa vào chú giải không thì biết liền à. Nam Mô Bích Thai giá. Sa thủ sự giải thích của ngài Lưu Tông. Đạo hữu học online cũng đã chấp nhận. Dạ, con kính tri ân sư. Qua sự giải thích của ngài Lưu Tông, trên đạo tràng có những câu chát kỳ quá. Xí Sài Gòn chào ông Địa, ông Thần Tài, ông Táo, là em ba ông. Khỏe em, cảm ơn em. Như vậy là Xí Sài Gòn là lớn hơn ba ông thần này hay sao? Ông Địa, ông Thần Tài, ông Táo người ta thờ, mà Xí Sài Gòn gọi là ba ông này bằng em. Wow, khoan chào chú, có một câu hỏi của đạo hữu Bình Minh. Kính bạch ngài, nếu chúng con muốn học Phật pháp một cách rốt ráo
Thì những quyển sách nào chúng con nên học kỹ thưa Ngài? Đây là một điều thực tế hơn là Xích Sài Gòn chào bậy bạ quá. Kính thỉnh Ngài Liệu Tông ạ. Nam mô Bụt Thầy Giả Kinh Bạch Chư Tông Hiện Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Thực sự ra đó thì nó có nhiều cái chuyện mà để mình phải học lắm, tùy theo mình muốn cái nào. Bởi vì trong cái Đức Phật đó bắt buộc Chư Tăng phải học đó. Bắt buộc Tăng học trong vòng năm hạ, đầu từ năm hạ để được thoát ra khỏi cái đó đó. Thì quý vị tìm thấy rất nhiều chuyện rất là khó khăn. Ví dụ như là có người hỏi là Đức Phật á, bạch Đức Thế Tôn Pháp Sư là người như thế nào? Đó. Đức Phật trả lời là người thuyết pháp phải là người trình bày được giáo lý duyên khởi. Dù nói đang nói đề tài nào đi nữa nhưng một kết luận vẫn phải đưa tới giáo lý duyên khởi. Trong Thà Xã Ly Ni, tức là chú giải của cái quyển quyển đầu tiên là Bộ Pháp Tụ đó, thì nói rằng một pháp sư đúng nghĩa không thể không biết A Tỳ Đàm ở mức căn bản. Còn trong tầng lực mà quy định cho cái vị tỳ kheo á, một trong những điều kiện mà tỳ kheo có thể làm thầy tế độ được đó là phải hiểu biết về bốn pháp chân đế, tức là hiểu biết về danh sắc một cách rõ ràng. Thành ra bây giờ mà mình muốn học đó thì mình dựa vào những cái điều kiện mà Đức Phật chế định cho Chư Tăng để mình học. Nhưng mà bây giờ ở đây thì sách vở nó rất là hiếm, thành ra theo chúng tôi đó quý vị muốn học để hiểu được Phật pháp đó, những cái quyển sách sau đây cần học để hiểu. Thứ nhất, cái căn bản nhất là quyển Đức Phật và Phật pháp của Ngài Narada mà bác Phạm Nguyên Phách có dịch ra tiếng Việt đó. Quyển thứ hai là quyển Thắng Pháp Thập Yếu Luận. Quyển thứ ba là quyển Thanh Tịnh Đạo. Và cái quyển thứ tư là quyển Mi Tiên Vấn Đáp. Quý vị đọc mà những cái đó mà quý vị hiểu mà ấy rồi đó thì quý vị có thể đọc vào kinh điển rất là thoải mái. Còn nếu mà mình không có căn bản trong những cái quyển sách mà chúng tôi nêu ra đó thì rất là khó khăn. Cái quyển Thanh Tịnh Đạo với cái quyển Thắng Pháp Tập Yêu Luận là sách gối đầu giường của tất cả Chư Tăng Thái Lan và Miến Điện. Dầu muốn dầu không phải qua đó. Nhưng mà chúng ta đó thì không có nhiều cơ hội bằng những cái ở bên xứ đó. Thì chúng tôi đề nghị là đầu tiên là nên đọc cái quyển Đức Phật và Phật Pháp. Cái đó là căn bản liên quan tới cả đời sống Đức Phật, liên quan tới ba la mật này của Ngài. Cái thứ hai là Thắng Pháp Tập Yêu Luận. Thứ ba là Thanh Tịnh Đạo và thứ tư là Mi Tiên Vấn Đáp. Bởi vì Thắng Pháp Tập Yếu Luận đó với Thanh Tịnh Đạo, Mi Tiên Pháp là ba cái đó là nó hỗ trợ với nhau. Mình muốn đọc Mi Tiên Vấn Đáp mà muốn hiểu phải có khả năng hiểu về Thắng Pháp Tập Yếu Luận. Muốn hiểu biết Thanh Tịnh Đạo cũng phải hiểu biết Thắng Pháp Tập Yếu Luận. Thanh Tịnh Đạo thì cái phần thứ nhất, thứ hai đó thì nó hơi dễ, mình không cần nhiều cái sự hiểu biết về thực tính pháp. Nhưng mà cái phần thứ ba nói về tuệ đó, bởi vì cái Thanh Tịnh Đạo nó gồm có phần giới, phần định, phần tuệ. Cái phần tuệ mà học về phần tuệ thì chắc chắn là nếu mà không có cái sự hiểu biết về Thắng Pháp Tập Yêu Luận đầy đủ thì không thể hiểu Thanh Tịnh Đạo được. Còn Mi Tiên Vấn Đáp là giải thích một số vấn đề đó, hay vấn đề mà ở ngoài đời người ta hiểu lầm. Thì cái Mi Tiên Vấn Đáp thì nó dựa vào Thắng Pháp Tập Yêu Luận với Thanh Tịnh Đạo rất là nhiều. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thú, sa thú, đại hữu bình minh cũng đã sa thú lành thay, còn kính tri ân Ngài. Hiểu biết rõ về Phật Pháp thì đó là cuốn Đức Phật và Phật Pháp, Thắng Pháp Tập Yêu Luận, Thanh Tịnh Đạo và Mi Tiên Vấn Đáp. Đạo hữu bình minh cũng đã hoan hỷ. Bây giờ xin mời Sích Sài Gòn. Hồi nãy nói chờ tí xíu, bây giờ cũng nhiều nhiều xíu rồi. Mời Sích Sài Gòn đưa tay và chắc chắn rằng có nhiều ý kiến hay. Xin mời.
Sư Thích Ca Mâu Ni, kính cảm ơn sư Trí Đức. Con kính lễ sư Liễu Tông, sư Trí Đức và quý chư tông đức đang hiện diện trong đạo tràng. Con kính chào quý cô chú anh chị em. Thưa sư, con cầm mic đây, con tính con dùm con đọc những câu hỏi để cho sư Trí Đức vừa nghỉ ngơi uống ly nước. Nhưng mà trong khi chưa có câu hỏi thì con cũng với sư Liễu Tông con xin hỏi cái câu này con nghĩ hỏi tới hỏi lui cho con ôn bài. Theo con được biết đó, thì có ba lợi pháp: pháp thiện, pháp bất và pháp vô ký. Nhưng mà trong cái pháp vô ký thì con hiểu mà con hơi quên, giống như là ví dụ như cái pháp thiện thì cho quả thiện, các tâm thiện thì giống như là vô tham vô sân sẽ cho quả lành, được an vui hạnh phúc trong tương lai vân vân. Ngược lại pháp bất thiện thì cũng vậy, nhưng mà pháp ký theo con hiểu con nhớ hình như là không có cho quả. Thì con muốn sư giảng cho con biết vì sao mà cái pháp đó nó không có cho quả trong tương lai. Con kính thỉnh sư và kính tri ân sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Pháp vô ký nó không cho quả, tại pháp vô ký nó có hai loại là tâm. Thứ nhất là tâm quả, thì nó là quả rồi, nó không cho quả nó là phải rồi. Đó là mình nói theo nhân quả thôi, chứ mình không nói theo duyên hệ, nói theo nhân quả thôi. Còn cái pháp thứ hai là di tác. Cái tâm di tác là tâm của bậc tứ thánh quả, thì nó không có thể cho quả về sau được. Thành ra đó là tại sao pháp vô ký là không có quả là vậy, bởi chính bản thân nó là quả và chính bản thân nó là tâm của các vị tứ thánh quả thì không thể cho được. Còn pháp thiện với pháp bất thiện thì nó cho quả trái ngược với nhau. Nhưng mà rất tiếc là mình chúng ta đây đó là chúng ta làm pháp ác nhiều hơn là pháp thiện. Bây giờ mình nhớ chuyện đó, nhớ để mà sợ hãi cho những cái gì liên quan đến khẩn cầu ý của mình. Tại sao pháp bất thiện phát sanh nhiều hơn pháp thiện? Vì lý do trong người chúng ta đó, cái pháp mà nó có thể nó tạo nhờ quả được đó thì có hai là pháp bất thiện và pháp thiện. Pháp bất thiện thì nó có 12 cái tâm, tức là 12 tâm bất thiện. Còn pháp thiện mà phát sanh ở chúng ta hiện tại đó, bởi vì chúng ta chưa phải là người đắc thiền sắc giới và vô sắc, thì cái pháp thiện mà nó phát sanh trong người chúng ta đó là chỉ có 8 thôi, tối đa 8 là 8 tâm đại thiện. Mà trong 8 tâm đó, đa số là 4 tâm sau nó phát sanh, tức là 4 tâm là ly trí, tức là 4 tâm không có trí tuệ đó, thiện mà không có trí tuệ nó phát sanh. Thành ra bình thường hàng ngày chúng mình đó là 12 tâm bất thiện phát sanh, trong khi đó tâm thiện chỉ phát sanh có 4 thôi. Thành ra hàng ngày chúng ta tạo rất nhiều pháp ác mà chúng ta không có biết. Bởi vì khi nào mà những cái đó nó trong cái động tác bất thiện hay động tác thiện mà nó phát sanh là luôn luôn nó để lại cái dấu ấn, nó sẽ cho quả trong kiếp này hoặc kiếp sau hoặc kiếp sau sau nữa, chứ không thể nào tránh khỏi cả. Đó là lý do tại sao mình nên cẩn thận trong cái ngôn ngữ mình nói, cẩn thận trong cái sự suy nghĩ của mình, cẩn thận trong cái thân mình làm. Thành ra muốn nói cái lời thiện là trước khi nói phải suy nghĩ, muốn nói cái lời là muốn làm cái điều thiện là trước khi làm phải suy nghĩ, và ngay cả muốn suy nghĩ cái gì cũng phải suy nghĩ trước khi suy nghĩ nữa, để chúng ta có thể tránh khỏi những cái pháp ác đó. Bởi vì quý vị nên biết cái sự nguy hiểm đó là một câu nói thôi. Nếu chúng ta chưa nói, chúng ta là chủ nhân của câu nói đó. Mình muốn nói với tâm từ cũng được, mình muốn nói với tâm ác cũng được. Nhưng mà khi chúng ta đã nói ra rồi thì chắc chắn là chúng ta là nô lệ của cái tâm đó liền, cái lời nói đó liền. Chúng ta nói cái điều hay thì chúng ta đã nô lệ trong cái quả là sự an vui, tức là thiện pháp. Mà chúng ta nói với cái lời mà với tâm sân hận thì chúng ta là nô lệ cho cái ác pháp. Đó. Thành ra cẩn thận cái chỗ là bao giờ cũng phải luôn luôn là có cẩn thận, để khi nào làm cái gì là cũng vậy. Cái gì mà chúng ta chưa làm,
chưa nói hoặc chưa suy nghĩ, thì chúng ta còn là chủ nhân, quyết định nói như thế nào, quyết định làm như thế nào, quyết định suy nghĩ như thế nào. Nhưng mà khi đã nói ra rồi, làm ra rồi, suy nghĩ rồi, thì chắc chắn chúng ta là nô lệ của những cái hậu quả về sau, không thể nào tránh được. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ, Nam mô Thamay ạ, Nam mô Sankhay ạ. Con thành kính tri ân sư Liễu Tông. Một lần nữa con kính chào quý cô chú anh chị và kính lễ quý sư đang hiện diện trong đạo tràng. Con kính mời bà con đặt những câu hỏi cho con đọc hết trong cái giờ vấn đáp của sư. Con tri ân sư là vì con bây giờ con mới hiểu được. Thưa sư, trong cái bảy giác chi á, thưa sư, trong đó có tịnh giác chi, mà tịnh giác chi là ý nghĩa như thế nào con chưa có hiểu rõ đó thưa sư. Nếu mà chưa có câu hỏi thì kính xin sư giảng cho con cùng những người mà chưa có hiểu rõ được hiểu thưa sư. Con kính thỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Dạ. Ok, xin lỗi quý vị. Đây nghe người sao nó mắc ho. Mấy ngày hôm nay nó nóng quá rồi, nó muốn ho lúc nào nó ho. Để quý vị cũng thông cảm. Thành ra bây giờ không biết cái chữ thịnh giác chi đó chứ, nó dịch từ chữ nào. Sa tỷ sẩm phô chăng khá thầm má quý giá sẩm phô chăng khá quý giá sẩm phô chăng khá bi tỷ sẩm phô chăng khá bạch sạch thí sẩm phô chăng khá sa ma thí sẩm phô chăng khá bộ bê khá sẩm phô chăng khá. Như vậy thì cái thịnh giác chi này, thịnh giác chi hả, thịnh chứ không phải định, không thịnh giác chi. Thì cái này là cái tịnh giác chi này, nó có hai cái tâm sở đi theo, tức là ca giá và sa thí, tức là tịnh thân, và diệt tà và sa thí, tức là tịnh tâm đó. Thì cái sự mà im lặng, cái sự mà thanh tịnh của cai với chai, thật sự chữ cai ở đây là tịnh đó. Chữ cai đây là cai giá và sở thí, chữ cai đây là cai đây không nghĩa là cái thân này, cai đây không nghĩa là cái thân này, mà cai đây tức là tất cả tâm sở đi theo nó, còn chai đây là tâm, còn cái thân cái chi tạ đây là tâm. Hai cái chữ đó nó nghĩa nó khác cái nghĩa bình thường mình dùng, quý vị nên nhớ cái đó, nhớ cái đó, tức là tịnh thân và tịnh tâm đó. Tịnh thân tức là chỉ sự thanh tịnh của các tâm sở đi theo nó, và tịnh tâm tức là chỉ cho cái tâm mà nó đang xuất hiện đó đó. Thành ra cái tịnh giác chi là vậy đó, là bạch sa thí sẩm phô chăng khá, nó có hai, tức là ca giá bạch sa thí sẩm phô chăng khá, và thứ hai chiệt tạo sẩm phô chăng khá. Thì khi mà cái giác chi này mà nó lên rồi đó, thì nó sẽ làm cho những cái sự mà nghĩa là thô thiển, những cái sự mà cứng của cái tâm với tâm sở đó, làm cho nó nhẹ nhàng trở lại, làm nhẹ nhàng kêu bằng nó thông, để cho nó chuẩn bị cho cái đạo quả, cái đạo phát sanh gì sau. Thành ra cái tịnh ở đây rất là nó làm như là giống như là quân bình cái tâm và tâm sở, khi mà nó làm cái nhiệm vụ tịnh giác chi này đó, thì cái tâm với tâm sở nó sẽ kêu bằng nó không có quá cứng, quá căng, hoặc là nó không có quá mềm, hoặc là quá yếu. Nó gọi là tịnh, tịnh chỗ này là không phải là thanh tịnh, từ thanh này là nó được lắng xuống một cách rất nhẹ nhàng, để là làm cái nhiệm vụ của cái giác chi này. Đó, tịnh giác chi là này có hai, tức là ca giá bà sạ thí sẩm phốt chăng khá và chiệt thả bà sạ thí sẩm phốt chăng khá, tức là thường mình dịch là tịnh thân với tịnh tâm đó.
nhưng mà nó nhớ tình thân ở đây, tức là nó làm cho các tâm thở đó lắng xuống nhẹ nhàng. Còn tịnh tâm nó làm cho cái tâm đó, cái tâm mà đang đi làm cái việc đó đó, thường thường là tâm đại thiện, tâm đại thiện hợp trí, tâm nó cũng lắng xuống nhẹ nhàng, quân bình tất cả những cái điều kiện mà để sẵn sàng cho hỗ trợ cho đạo phát sanh. Nam mô Bích Thầy á. Dạ thưa chúng con thỉnh tri ân sư, và chúng con cũng kính mời quý cô chú anh chị em đặt những câu hỏi. Chúng ta đã qua một tiếng đồng hồ rồi. Con kính thỉnh sư uống ly nước, và con kính lễ một lần, con kính lễ quý chư Đức đang hiện diện trong đại tràng. Có một câu hỏi nữa mà con đang thấy cái bàn tay của sư Thanh Tâm, con kính thỉnh sư, con xin kính thỉnh sư lên mic. Dạ, mô Phật. Trước hết con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính lễ chư Tôn Đức, chư Tăng Ni và tất cả quý Phật tử. Thưa sư, con có câu hỏi là cái thức á, thì mình có 6 thức, lục căn tiếp xúc với lục trần thì nó sinh ra lục thức. Thì ở trong cái thập nhị nhân duyên á, là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên lục nhập. Và thì cái thức này đó là nó như thế nào hả sư? Tức là nó đi tục sanh qua kiếp khác á. Cái câu hỏi thứ nhất. Cái câu thọ, câu hỏi thứ hai á, thì Đức Phật dạy là có 6 thức. 6 thức. Nhưng ở bên Bắc Tông thì họ lại có thêm cái là mạt na thức, rồi tàng thức. Như vậy kính thỉnh sư giảng giải dùm ạ. Dạ mô Phật. Dạ kính cảm ơn sư. Dạ. Nam mô Bích Thầy, giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Về cái chữ thức mà bên của Bắc Tông duy thức học đó, thì chữ thức nó không có dài giống như cái chữ thức ở bên hệ Nguyên Thủy. Thành ra chúng tôi không có bàn ở đây, vì nói là có người ta than phiền mệt lắm. Còn bây giờ đó, vô minh duyên hành, hành duyên thức, tức duyên duyên sắc mà nó đi cho tới mà cái thức mà nó làm cho cái phá quá, tức là nó có hai chuyện, tức là cái thức mà nó tạo nghiệp đó, tức là nghiệp bình nhật và nghiệp tái tục. Thì nghiệp tái tục là tùy theo một số cái nhân duyên, cái nhân quả khác, chứ không phải là mình cứ nghĩ là nó phải vậy. Thì cái này nó không có mấy, mà phải dựa vào ba cái luân quá tạ đó, ba cái luân trong thập nhị nhân duyên mình nói mới được. Thí dụ như nghiệp luân hồi đó gọi là cấm quá tạ đó, thì chỉ cho hữu với hành, thì chữ hành ở đây là nghiệp. Còn nếu mà nói tới cái quả luân hồi thì chỉ cho sanh hữu, thức danh sắc lục nhập rồi này kia, đó là chỉ cho cái quả lúc giữa mà thôi. Thành ra khi mà mình chỉ nghiệp hữu với nghiệp hành, tức là nghiệp hữu là nghiệp mà tạo tác ra cái đời sống phía sau, và nghiệp hành thì là cái nghiệp mà hiện tại, nghiệp mà trong thời bình nhất tạo ra trong thời bình nhất. Thành ra cái đó là mình muốn cho nó tái tục như thế nào thì phải dựa vào một số điều kiện khác, chứ còn không thể, bởi vì trong cái thập nhị nhân duyên khởi này họ không có giải thích trực tiếp cái đó, mà họ chỉ cần nói từ đầu tới đuôi là nói theo cái chu kỳ mà từ vô thủy cho tới vô chung. Từ vô thủy với vô thực chung để cho mình hiểu thôi, chứ không có nói là khi nào mình sanh ra làm gì, sanh ở đâu, sanh ra ai. Thì trong cái thập nhị nhân duyên không có đề cập trực tiếp, mà đề cập trực tiếp ở trong cái chỗ khác. Đó là lý do mà bây giờ mà nếu mà sư Thanh Tâm muốn hỏi thì nghĩa là hỏi cái chỗ nào đó thì chúng tôi có thể trả lời được, chứ còn nếu mà hỏi một cách tổng quát vậy là rất là khó khăn, là nó không có
không có nghĩa là biết chỗ nào để mà chỉ cho ngay được. Nam mô Bích Thầy giá. À, dạ mô Phật, con cảm ơn sư. Dạ, con xin hỏi lại là cái chỗ này đó, tức là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, thì cái chỗ mà hành này đó là nó tạo ra nghiệp, nghiệp thức. Mình có thể dùng cái từ là nghiệp thức, chỗ này là nghiệp thức được không hả sư? Tại vì cái nghiệp đó, nó nghiệp thức này nó đi tái sanh, nó đi tục sanh qua kiếp sau, thì mình có thể nói là nghiệp thức được không? Dạ mô Phật. Nam mô Bích Thà gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chủ vị. Thật sự ra vô minh duyên hành đó, chữ hành ở đây đó là tâm sở tư, tức là nghiệp. Nhưng mà nghiệp nó đưa tới cái gì? Thì nghiệp nó đưa tới cái ba loại thức, tức là nghĩa là nó không đưa, nghĩa là vô minh duyên hành, hành hành duyên thức. Thức ở đây nó có ba loại, tức là thức chỉ cho là phi phúc hành, tức là những cái thức mà thuộc về bất thiện, và phúc hành là chỉ cho cái thức liên quan tới thiện dục giới và thiện sắc giới. Còn bất đồng hành thì cái thức đó mới chỉ cho cái mười, cho cái thiện và vô sắc đó. Thành ra khi mà hành ở đây nó có tất cả sáu loại, tất cả vô minh mà duyên hành đó, thì hành có tất cả sáu loại. Loại thứ nhất á, nó gọi là tâm sở tư trong các tâm đại thiện và năm tâm thiện xúc giới, tức là phúc hành. Thì từ cái đó đó, cái phúc hành đó, nó có mặt mình làm cái gì tiếp tục thì nó mới ra cái khác. Còn cái thứ hai là tâm sở tư mà chỉ trong 12 tâm bất thiện đó, đó là gọi là phi phúc hành. Tức là 12 cái nghiệp này nó cho quả bất thiện và sắc nghiệp bất thiện mới có mặt trong kiếp sau, hoặc có thể trong cái thời bình nhật cũng có. Còn cái thứ ba là chỉ cho bất đồng hành, tức là nên tra phí sanh khản, tức là bốn tâm thiện vô sắc đó, tức là bốn cái nghiệp này nó tạo cho các tâm quả vô sắc, tức là tâm quả vô sắc tức là bốn cái tâm quả của vô sắc mà thôi. Rồi cái thứ tư đó gọi là ca giá sẵn khả rá, là chỉ cho tâm sở tư trong 12 tâm bất thiện và 8 tâm đại thiện tác động cho sự thực hiện thiện hạnh, thân thiện hạnh và thân ác hạnh đó. Còn cái thứ năm đó là quá chi sẵn khả rá, đó là chỉ cho tâm sở tư trong 12 tâm bất thiện và 8 tâm đại thiện trong lúc thực hành cái khẩu ác hạnh hoặc là khẩu thiện hạnh đó. Còn cái thứ sáu là chỉ tạ sẵn khả rá, tức là gọi là tâm hạnh đó, thì chỉ cho tâm sở tư trong 12 tâm bất thiện và 17 tâm thiện đó. Cái này thì 17 tâm thiện tác động cho ý ác hạnh và ý thiện hạnh. Thì mỗi cái đó thì khi mà nó vô minh, nó duyên cho hành, thì hành nó có sáu loại như vậy. Còn những có một số loại là hành nó không phải duyên là cái quả của vô minh, thì sáu cái loại đó từ đó nó mới tạo ra những cái mà cái quả, thì tùy theo cái quả đó mà quả tái tục hay là quả thời bình nhật. Ví dụ mình quả tái tục thì mình gọi là nghiệp hành, mà quả tái tục thì gọi là nghiệp hữu chẳng hạn, thí dụ vậy. Là tùy theo mỗi chỗ mà mình gọi, chứ còn nói mà không có nói chính xác là khi mình phát sanh ở đâu nó được cái đó, chỉ nói chung vậy thôi. Mà nếu mình nói tới lúc mà tái tục đó, cái phi phúc hành nó 12 tâm thiệt, nhưng mà nó cho quả tái tục chỉ có 10 tâm, 11 tâm có khả năng cho quả tái tục thôi. Còn đa số nó cho quả thời bình nhật. Cái tâm mà không thể cho quả tái tục được, tâm là gọi là tâm phóng vật đó. Cái tâm sở phóng vật của thách trả đó, cái của thách trả đó thì không có khả năng cho quả tái tục. Thành ra khi mà cái vô minh mà nó duyên cho 12 cái tâm bất thiện rồi đó, thì 12 tâm bất thiện khi mình tạo lực tạo này, nó chỉ có 11 tâm mà cho quả tái tục mà thôi, là cái đó tùy theo một số điều kiện sau nữa là như vậy, chứ không phải lúc nào mà nó cũng có cho quả giống nhau. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá.
Chúng con thành kính tri ân sư Liễu Tông đã vừa trả lời cho câu hỏi của sư Thanh Tâm. Chúng con cũng kính cảm ơn sư Thanh Tâm đã đặt câu hỏi cho Râm được học hỏi. Sau đây nếu mà chưa có bàn tay, con đọc tiếp cái câu hỏi của Ních Cúc Nguyễn Cúc Nguyên. Con tên là Kim. Con xin hỏi các sư, khi thiền quán là phải quán về danh và sắc. Một, về sắc có hai loại: sắc mang đi và sắc bị mang đi. Hai là về danh phải phân biệt bốn uẩn: thọ, tưởng, hành và thức. Trong đó có 34 tâm hành. Xin sư giải thích làm thế nào để phân biệt và phân tích tùng tự trong thời gian rất ngắn từng sát na. Con xin cảm ơn sư nhiều. Dạ thưa, con đã đọc xong câu hỏi của Cúc Nguyên. Con thỉnh sư Liễu Tông. Nam mô Bích Thà Gia Kinh Bạch Chư Tổ Hàng Gia Kinh Thưa Chư Quý Vị. Vị nào mà dạy cái này cho người hỏi đó, vị đó nên hỏi cái vị dạy đi ha. Chứ còn chúng tôi thì chắc có lẽ là chúng tôi không hiểu về sắc thì bị mang đi dụng sùng. Cái này thì chỉ có những vị thiền sư hỏi biết thôi, chúng tôi không phải là thiền sư, thành ra chúng tôi không có trả lời những cái liên quan tới thiền ở trên cái rung mà trên trời như vậy. Nhiều lần rồi chúng tôi không trả lời những cái câu hỏi này bởi chúng tôi không rõ từ đó, từ cái theory nào ra. Nam mô Bích Thà Giá. Nam mô Bích Thà Giá. Nam ma giá. Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con, chúng con đã nghe cái câu trả lời của sư Liễu Tông. Xin vị Cúc Nguyên có những ý kiến thắc mắc hoặc là có những câu hỏi khác thì nêu lên tiếp tục ha. Cũng kính cảm ơn Cúc Nguyên. Con kính mời bà con có những câu hỏi viết ra râm. Con kính chào quý cô chú mới vô. Thưa sư, con có một cái câu hỏi nữa, mà cái câu hỏi này không biết con thôi con cứ đi. Theo con nghĩ là Phật giáo Nam truyền thì chỉ có duy nhất trong Phật giáo Nam truyền thì có duy nhất một pháp không sanh không diệt là Niết Bàn. Nhưng mà Niết Bàn cũng là pháp vô vi duy nhất. Như vậy có phải không thưa sư? Bởi vì lý do mà con hỏi là bởi vì con thường được nghe từ nhiều người giảng nói có một cái tâm, cái tánh gì đó không sanh không diệt, hằng hữu bất biến, không bị già, không bị hoại diệt. Như vậy chúng con nên hiểu vấn đề này thế nào? Mà cái câu đó nó cũng hơi con mập mờ đó. Con không, tuy là con không có sự tin tưởng trong cái mà bất biến không bị già gì đó, nhưng mà con muốn hỏi sư để mà con rõ lẳng trong cái câu hỏi của con. Con kính thỉnh sư giảng giải cho con cùng đạo tràng được hiểu rõ. Nam mô Bích Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Trong hệ nguyên thủy thì có cái pháp vô vi đó, tức là chúng ta thường hay nói cái pháp vô vi là cái pháp mà không sanh không diệt. Nhưng mà chúng tôi cũng không thấy chỗ nào mà nói là không sanh không diệt mà còn bất biến này kia em xong. Thật sự là cái pháp đó thường nói tới đó thường khi mà nói tới Niết Bàn, có ai thắc mắc thì thường thường Đức Phật không có giải thích. Đức Phật chỉ đề cập tới cái sự tương đối để mình hiểu pháp đó là gì thôi. Ví dụ như cái pháp đó hỏi có phải là đất không thì không phải. Có sanh thì không, cũng không sanh, có diệt không, có diệt, thí dụ như vậy. Chứ Ngài không có trả lời trực tiếp Niết Bàn là gì. Còn ai mà có khả năng giỏi hơn Đức Phật thì cứ giải thích Niết Bàn là gì thì chứ có lẽ là nên tìm một cái
Thì cái sách họ viết ra đọc đi, chứ còn chúng tôi học tới bây giờ cũng chưa thấy, chưa bao giờ thấy cái có cái vụ mà bất biến trường còn gì không có ha. Rồi, mà trong trong cái pháp vô vi gọi là niết bàn đó, thì thường thường thì mình nghe nói là chỉ có hai chuyện mà nói thôi. Chuyện thứ nhất là lạc, và chuyện thứ hai là vô ngã. Chứ còn nói thường còn thì ông sùm đó thì chúng tôi cũng không không có nói tới ha. Thành ra đó là những cái quý vị muốn tìm hiểu thì tìm sâu khác, chứ chúng tôi không có học tới, chúng tôi chỉ biết pháp vô vi, cái pháp đó là không có sanh không diệt, không có liên hệ tới thời gian. Còn những ai mà giỏi hơn Đức Phật có giải thích như thế nào thì ráng tìm đọc đi, nhưng mà nên mua thuốc Tylenol uống trước cho đọc, nó nhức đầu dữ lắm. Nam mô Bích Thà giá. Nam mô Bích Thà giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sân Kha giá. Dạ thưa, chúng con thành kính tri ân sư Liễu Tông trả lời những cái câu hỏi mà con cũng hiểu như hiểu mang máng như là sư giải thích, nhưng mà con nghe cho nên con phải hỏi. Nhưng mà theo con nghĩ là những cái câu đó đó con không có tìm hiểu. Nếu mà con nghe quý sư giảng giải thích hoặc là này nọ thì con nghe, nhưng mà tìm hiểu thì con không có tìm hiểu, là vì con chỉ tìm hiểu trong cái câu đầu là một cái vô vi là niết bàn, chứ con không có tìm hiểu trong cái phần thứ hai. Nhưng mà vì con cho nên con hỏi luôn. Dạ thưa con kính mời những con kính tri ân sư. Con kính mời những câu hỏi của quý vị đặt ra cho con đọc luôn. Hôm nay con thấy ít câu hỏi quá ha. Hình như là trong đạo tràng bà con đã hiểu nhiều, cho nên giống như tường tận Phật Pháp nhiều, cho nên không hỏi đúng không? Nhưng mà theo con nghĩ thì nếu mà tường tận nhiều thì nên hỏi cho tụi con nó chưa hiểu nhiều để học hỏi thêm á. Cho nên quý vị xin có những cái tâm từ để nêu những câu hỏi cho chúng con được học hỏi chung. Chúng con kính mời. Chứ để con hỏi người hồi con hỏi tầm bậy tầm bạ, những cái câu không có đáng con cũng hỏi. Con chưa có thấy câu hỏi nào. Con thấy cái bàn tay của Nguyên Như. Con kính mời Nguyên Như 11 nha, kính mời. Nam mô Bích Thà giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sân Kha giá. Dạ con xin kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, con xin kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ bạch ngài, Nguyên Như có câu hỏi là hồi xưa đó bạch ngài, lúc mà những vị ở bên Bà La Môn và những cái đạo khác qua hỏi giáo pháp của Đức Thế Tôn, xong rồi lúc đó là muốn quy y với ngài, thì con được học á là những cái vị đó thì không, khi mà nhập vào tăng đoàn á thì mấy vị đó không có được học pháp ngay từ đầu, mà phải ở mấy tháng một mình hay sao hả bạch ngài? Xin ngài giải thích cho chúng con chỗ đó, là phải lắng tâm thanh tịnh, rồi phải bỏ những cái kiến thức của mình học cũ đi, rồi mới bắt đầu học cái pháp của Đức Thế Tôn, phải không bạch ngài? Dạ xin ngài giải thích cho chúng con lại chỗ đó cho chúng con hiểu thêm ạ. Dạ sa thú bạch ngài. Nam mô Bố Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó thì những cái người mà từ ngoài đạo qua, hoặc là những nhà sư mà lỡ đi theo ngoài đạo mà muốn trở lại đó, thì có một cái thời gian đó là thường thường tùy theo ông thầy, cái ông mà dẫn vô đó, mà ở ở ở Thái về vẫn còn áp dụng là người đời đó, người đời muốn tu vô thì họ cái đâu không có cho tu liền đâu,
trừ phi tu giao duyên thì họ cho tu liền, nhưng mà tu giao duyên là khi mà lên nói là có thời hạn để xả y, người ta không có cấp cho giấy chứng tu. Còn những cái gì mà tu muốn tu ấy thì thường thường đó tùy theo cái dùng, ví dụ như là thường mấy người Mỹ hay mà mấy người mà Âu Châu họ qua ở trường thiền ở ngoài Argentina đó thì thường ở đó 7-8 tháng nè à, chứ không ít đâu. Ở 7-8 tháng mặc đồ trắng cạo đầu rồi đi theo ông sư, nghe ông sư đi trị bệnh, họ xách mà bát để xách giỏ đi theo để giống như phụ đó, rồi trong thời gian đó là học hỏi cái gì sư đó, những cái điều đã cần phải học hỏi cho tới khi nào vị sư thấy ok rồi mới giới thiệu vô tăng đoàn để cho tu lên tỳ kheo, họ vẫn áp dụng. Thì cái trường hợp đó là như vậy, là bên vào thời đó đó, ngoại trừ những cái vị mà có ba la mật thứ thiệt mà nghe xong đắc đầu quả thì họ cho tu liền hậu thời Đức Phật đó. Còn bây giờ chắc không có đâu, bởi vì bây giờ ông thiền sư hay là ông thầy cũng không biết gì đó, đắc hay không đắc không biết đâu. Nhưng mà họ vẫn áp dụng cái đó, là thường thường là giống như mình nói theo tiếng Việt là làm giới tử, làm này làm nọ đó, làm để học cho thuộc bao nhiêu chuyện, là biết bao nhiêu chuyện rồi này kia, rồi khi mà tu xong rồi cũng phải ở thầy tế độ 5 năm học rất là nhiều chuyện, chứ không phải là vô tu rồi chờ đúng 5 năm đi ra ngoài. Cái gì nào mà không học, mà không có học đầy đủ điều kiện đó, đúng 5 năm cũng không được rời thầy tế độ nữa, chứ không phải dễ đâu. Ở mấy cái nước khó không học họ không có cho ra đâu, chứ không phải là giống như là có một số cái hệ ở Việt Nam mình thấy là tu năm bữa cái đi bỏ ở dương thẹn được bỏ ra lập chùa mới, cái chuyện đó không thể xảy ra được, bởi vì mình không có khả năng đó ha. Thành ra phải học phải ấy rồi này kia. Còn trường hợp con như hỏi là như vậy đó, nghĩa là ta tập cho quen cái đề lối, cái nếp sống, hoặc quen một số cái điều kiện mà để về giới luật đó. Bởi vì giới luật là trong giáo pháp Đức Phật có những cái giới luật đó, nó không giống ở ngoài, không giống ngoài. Ví dụ như người tỳ kheo ngủ trưa mà không có đóng cửa thì cũng phạm, tỳ kheo mà chiều mà cấm nhai sao ngọ còn nhai này kia là cấm hết, là có những chuyện vậy đó. Thì có những món không được ăn bình thường, mà khi bệnh ăn, có những món mà khi mà đang hành ở trong nghĩa địa, hành gì bất tịnh là không được dùng, ví dụ cái món thịt cá gì không được dùng, đại khái là nó có nhiều chuyện lắm. Thành ra tỳ kheo phải học cho biết hết, để có thể là tự mang mình ra khỏi những cái dũng lệ mà khi mình ở một mình nó có thể bị. Ví dụ như sau 5 năm mình ở trong rừng mình lo tu này kia xong đó, mà mình không biết những cái chuyện nhỏ vậy là không có được. Chết chứ không phải giỡn đâu. Thành ra cái đó là theo cái phong tục từ hồi Đức Phật tới giờ vẫn còn áp dụng rất nhiều nước theo Phật giáo truyền thống. Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, Nguyên Như xin kính tri ân Ngài. Dạ, bạch Ngài, con có một cái thắc mắc nữa đó, là nếu mà chẳng hạn, thí dụ con có người bạn thân là đạo Hồi hay là những đạo khác, mà họ cũng là vô trong đạo, rồi họ đọc kinh rất là nhiều, rồi có những cái thuyết theo mình thấy thì những cái thuyết đó là tà kiến, nhưng mà nếu mà họ muốn quay trở lại đạo Phật thì mỗi lần mà họ đọc học được một cái gì mới trong cái đạo của Phật giáo Nam truyền mình á, thì cái gì họ cũng lấy ra họ so sánh coi cái nào đúng hơn và cái nào không đúng hơn. Mà thiệt ra theo thiện ý của con đó bạch Ngài, thì cái tâm thức của mình nó quá thô thiển và nó không có đủ sức để nó thấy những cái đó là đúng là sai nếu mà mình mới đọc qua. Tự vì có những pháp mà mình phải hành mình mới biết được, và mình phải học sâu trong tâm thì mình mới biết được, chứ không phải là đọc sơ sơ hoặc là nghe một hai bài giảng là biết được. Nếu mà như vậy đó bạch Ngài, mỗi lần mà nghe pháp thì trong tâm nó có những cái chuyện mà mình đã biết hồi xưa, giờ mình học hỏi qua những cái kiến thức của mình á, như vậy nó sẽ thành sở tri chướng của mình, phải không Ngài? Trong khi mà những người mà không biết đạo gì hết, giống như cái tâm họ như một tờ giấy trắng, họ vô họ học thì sẽ rất là dễ dàng hấp thụ. Còn nếu mà người nghĩ là mình biết nhiều quá đó bạch Ngài, thì mà vô rồi so sánh rồi làm như vậy thì có phải là cản trở việc học đạo không Ngài? Dạ, con xin nhân mít đến cho Ngài ạ. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư Tôn Hiền. Dạ, kính thưa chư quý vị, cái đó không đúng đâu. Cái mà mình biết sơ sơ mình gọi là sở tri chiến, cái đó nó không có đúng. Mình học không hiểu mà mình áp dụng cái đó mới gọi là sở tri chướng, nha. Chứ mình học mình hiểu rồi thì không có sở tri chướng nữa. Thành ra mình khi mình học mình hiểu đàng hoàng mà nói sở tri chướng, đó là mình hiểu sai cái danh từ mình đã dùng.
mình học mình không hiểu, rồi mình đem cái điều đó ra áp dụng, rồi cái áp dụng đã sai rồi mà cứ tưởng mình hay, thì cái đó là sở tri chướng, biết không thật. Còn người thật sự biết mà hiểu rồi đó thì không có sở tri chướng. Bởi vì cũng giống như mình để đồ, mình đi ra khỏi nhà mình nhớ mà không biết tắt lửa đốt đèn hay là ta tắt bếp rồi chưa đó, mình phân vân rồi mình muốn đi mình muốn về để làm chuyện đó, cái đó mới là sở tri chướng. Còn mình biết chắc chắn là mình có niệm, có định, có tuệ đàng hoàng, biết là mình đã làm xong những cái việc đó rồi thì mình tiếp tục mình làm việc mới, thì cái đó không phải là sở tri chướng. Nên nhớ cái chữ sở tri chướng là khi nào mà biết chưa tới mà chấp vào cái sự hiểu biết của mình là đúng, cái sự hiểu biết là tốt, thì đó, cái đó mới gọi là sở tri chướng. Cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, thường thường mình vẫn hiểu lầm cái chuyện mà nói ví dụ như là đi hành thiền không được mang sách vở vô, cái đó là cái tào lao nhất. Mình vẫn phải mang theo, nhưng mà mình để trong óc của mình á, để trong đầu của mình á, chứ mình không mang theo, không để đầu lấy gì áp dụng. Giống như quý vị vô học, với quý vị học thuộc quý vị hiểu hết, thì quý vị để trong đầu quý vị vô trường thi, quý vị lấy, quý vị xài, quý vị xài đó, có giám thị nào bắt quý vị đâu, phải không? Mà lấy đi vô trường thì vẫn phải mang theo sở học của mình, mà mang theo một cách là hiểu biết tường tận và để nó trong cái memory, trong cái não của mình á. Chứ còn mình vô đó, mình đi vô mình xách theo cái quyển sách mình ghi, mình đi học trường thiền A mình xách ghi vô, mình ghi trường thiền B ghi vô, tới trường thiền C ôm hai quyển sách vô, chỗ nào nghi ngờ lật ra coi, cái đó thì họ cấm. Bởi khi mình coi vậy, cái tâm mình nó không còn ở trong cái đối tượng hiện tại của cái thiền mà mình đang hành, nên người ta mới cấm. Cái đó mới gọi là sở tri chướng, biết không tới mà tưởng mình biết tới, thì cái đó là mới ấy. Còn nếu mình biết tới, biết đúng thì là làm sao mà gọi là tri chướng được. Thành ra phải nên hiểu cái đó cho nó đúng rồi, cần kẻ tới đó. Thành ra chỉ sịt khả đó, bây giờ nên hiểu sịt khả là pháp học đó, không phải là mình đọc hết tâm tạng mà là pháp học. Chỉ cần câu kinh pháp cú mình hiểu đàng hoàng tường tận hết này đó, mình hành được có kết quả, vẫn gọi là người đó có pháp học nha thường. Đó, thành ra pháp học nó có năm chi là nghe, hỏi, hiểu, nhớ và hành. Đó, mình nghe rồi hỏi cho tới khi nào hiểu, rồi đem cái điều mình nghe, hỏi, hiểu đó mình nhớ để mình hành gì sao, thì cái đó mới là đúng. Chứ còn nếu mà mình hiểu không mới rồi mình tưởng mình hiểu hết, cái đó là sở tri chướng. Còn hiểu đàng hoàng đem vô xài không ai nói thế nào đó. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bích Thầy, Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà. Dạ thưa, một lần nữa chúng ta kính lễ sư Điệu Tông, sư Trí Đức, sư Thanh Tâm cùng quý chư tôn đức đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý cô chú anh chị em một lần nữa. Cảm ơn cái câu hỏi của Sít Nguyên Như, và chúng con thành kính tri ân câu trả lời của sư Điệu Tông. Nếu mà chưa có những câu hỏi tiếp đó, con đọc tiếp cái câu hỏi của Cúc Nguyên. Thưa các sư, xin giải thích làm thế nào để quán đúng là thiền quán. Sa thú. Con kính thỉnh sư Điệu Tông giảng giải câu hỏi của Cúc Nguyên. Con kính thỉnh. Nam mô Bụt Tha Gia Kinh Bạch Chư Tổng Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, không biết đúng là mình ra hành thiền quán hay không, mình chưa ở vào đại kinh tứ niệm xứ. Thứ nhất là phải có đủ ba cái chi pháp tối thiểu, cái đó tối thiểu, nó hơi nhiều hơn nhưng mà tối thiểu. Ta bi sẩm bà cha nô sà ti ma, có tinh tấn, có niệm và có trí tuệ. Cái thứ hai, dựa theo chú giải vi bạch sa nu vi bạch sa na đi bà ni đó, thì cái người đó phải thấy được danh sắc. Tức là dựa cái tệ thứ nhất là tệ quán danh sắc, thì cái người đó mới được gọi là đang hành thiền minh sát. Chứ còn mình nhìn cái gì đâu không, mình nhìn về chế định này không thể gọi là người đó đang hành thiền quán hay thiền minh sát. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bích Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sân Kha giá.
Dạ thưa, chúng con thành kính tri ân sư Liễu Tông đã giảng giải câu hỏi của Cúc Nguyên. Dạ xin hỏi Cúc Nguyên, có trước máy có nghe được những câu hỏi của sư hay những câu trả lời của sư hay không? Xin cho tín hiệu. Cúc Nguyên ơi. Dạ nếu mà không có cọc cửa trước máy thì con xin bắt qua nha. Cũng chúng con thành kính sư là vì đó chắc bận cái gì nhưng mà chúng con được nghe. Bây giờ có cái câu hỏi tiếp theo của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, bài kệ pháp cú: ai sống 100 năm không thấy câu bất tử, tốt hơn sống một ngày được thấy câu bất tử. Xin sư giải thích câu bất tử trong bài kệ nghĩa là gì? Con cảm ơn sư. Con kính thỉnh sư giảng giải câu hỏi của Định Tuệ Song Tu thưa sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Chữ câu bất tử ở đây là dịch từ chữ Amata Bà Đăng. Mà chữ Bà Đăng là chữ Bà Đá, thường mình hay dịch là câu, thí dụ Thâm Ma Bà Đá là câu kinh pháp cú, cái đó là nó không chính xác. Thành ra cái chữ mà câu bất tử là chữ Amata Bà Đăng đó, tôi tức thấy Niết Bàn. Niết Bàn là pháp bất sanh bất tử đó, tôi thấy Niết Bàn. Cái câu này, cái chỗ này, cái chữ câu bất tử có nghĩa là thấy Niết Bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Ca, Nam mô Sang Kha Ca. Dạ thưa chúng con thành kính tri ân sư Liễu Tông đã giảng giải câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Con thấy cái tín hiệu của Định Tuệ Song Tu, con kính tri ân sư. Bây giờ quý vị có những câu hỏi nào mà rõ ràng, tại ví dụ viết lên cho nó thành một cái câu hỏi thì con đọc tiếp nha. Bây giờ cái câu hỏi của bác Chai Tương Ớt. Câu hỏi của con xin xin đừng đọc rồi thì con không, thì còn không có đọc nha. Bây giờ câu hỏi tiếp theo của học online: như vậy có bao giờ thấy Niết Bàn đâu bạch sư? Cái câu hỏi này thì con kính thỉnh sư giảng giải cái Niết Bàn thấy bằng cách nào để cho bác học online và Zoom được hiểu rõ. Con kính thỉnh sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Mình không thấy Niết Bàn thì mình đâu biết, thì bởi vậy nó mới quý cái chỗ đó. Mà thường thường người nào đắc người đó thấy. Thấy là thấy như thế nào? Quý vị nên nhớ người đắc đạo quả đó, cái tuệ thứ 5 là tuệ đạo, tuệ ý, tuệ thứ 14 là tuệ đạo, tuệ thứ 15 là tuệ quả. Cái tuệ thứ 16 là tuệ phản kháng, tức là phản kháng cái gì? Phản kháng nếu cái gì có học đó, thì nó đủ, còn gì không học thì nó không có đủ. Gì có học có đủ là của bậc sơ quả đó. Thứ nhất là quan sát lại cái điều mà mình vừa qua, tức là phiền não đã diệt, phiền não còn lại đạo quả và niết bàn, năm cái chuyện đó phải thấy. Thành ra người nào đắc đều phải biết, còn mình chưa đắc thì mình không bao giờ mình thấy được cả. Đó. Thành ra cái lúc mà mình muốn thấy cái đó thì mình phải tới đó. Còn cái này mình chưa tới rồi mình có hỏi giải thích cũng bao giờ được. Thí dụ như bây giờ chuyện dễ hiểu nè, quý vị chưa bao giờ ăn sầu riêng đi, quý vị là gặp ông Thái mà nghe nói sầu riêng ngon, giải thích ông nói từ sáng tới chiều quý vị cũng không có cảm giác được cái đó. Thì cái tốt nhất là thấy lúc nào, hay là bây giờ danh từ dễ hiểu nhất là muối đó, quý vị học muối mặn, muối mặn. Bây giờ có giải thích cái mấy, nếu quý vị chưa có từng kinh nghiệm qua đó quý vị không biết, thì giờ quý vị muốn biết cái đó là cái gì là dễ lắm. Lấy cái đó bỏ vào lưỡi, tích tắc cho đó là biết liền. chứ còn mình chưa tới đó. Bởi vậy đó, sống không thấy được cái đó đó, mình sống 100 năm mà mình không thấy được cái pháp đó, thì mình sống một ngày mà mình thấy được cái pháp đó mới là quý chứ. Thấy không? Thì cũng vậy, đây cũng vậy. Đó. Nghĩa là mình thấy trên hình trên ấy rồi sầu riêng rồi người ta ăn người ta khen, nhưng mình chưa bao giờ ăn thì muốn cho mình biết cái mùi vị nó như thế nào đó. Tốt nhất là khỏi cần phải hỏi ai đó,
bỏ tiền ra mua một trái cái cải đã lấy đó bỏ vô lưỡi thử coi nó ra sao. Đó là kinh nghiệm của cái người mà sống một ngày mà được ăn cái đó còn hơn sống 100 năm, thì nghe ta nói sầu riêng hơn là vậy. Nam mô Tát Giá. Nam mô Tha giá, Nam mô Tham ma giá, Nam mô Sân kha giá. Dạ thưa chúng con thành kính tri ân sư Liễu Tông. Sư Liễu Tông, con thấy bác học online cũng tặng hoa. Bây giờ trong room không biết để con dòng kỹ thử có các câu hỏi nào tiếp theo hay không. Cúc Nguyên, con nghe sư Liễu Tông rất rõ, nhưng qua tóm tắt xin giải thích nhiều và chi tiết hơn. Thưa Cúc Cúc Nguyên, lúc mà sư giảng thì Cúc Nguyên nên nên chú ý tí xíu. Có những cái câu mà sư tóm tắt, mà cũng có những cái câu là sư giảng rõ, là cũng tùy theo theo câu. Bây giờ ý của Cúc Nguyên thế nào cho một cái câu hỏi ngắn gọn và rõ ràng cho gọn đọc, xin viết lên ha. Trong khi chờ đợi viết lên thì con xin có những câu hỏi liên tục tiếp theo với đạo tràng. Thì thưa sư, theo theo con hiểu được mà không biết có chính xác hay là không á, là có phải là người đã thật sự giác ngộ tam tướng vô thường khổ vô ngã thì cũng nên giác ngộ là cũng giống như là giác ngộ lý tứ giới, có đúng không thưa sư? Thưa sư, sở dĩ mà con hỏi như vậy á, là vì có lần á, con nghe một cái trong một cái buổi chia sẻ đó, con ngồi con viết cái câu đó đó, là có người á, là cãi với con nhưng mà con rành cho nên con im ru luôn. cũng như con không có cứng lý để mà con cãi lại đó, cho nên con im ru luôn. Hôm nay con hỏi sư để sư giảng cho con nhớ, nếu mà có cơ hội thì con chia sẻ như vậy đó. Là giống như là cái người mà thực sự giác ngộ tam tướng vô thường khổ vô ngã thì cũng phải cũng giống như là lý tứ đế vậy hay không. Con kính thỉnh sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật ra mình nói người thấy giác lý tứ đế là thấy tứ đế không phải đâu, thấy vô thường khổ não vô ngã không có nghĩa là thấy tứ đế. Cái người thấy tứ đế phải là bậc thánh. Chứ không thể là phàm nhân là không thể thấy tứ đế được. Mình nói chơi thì được chứ nói thiệt là không được. Bởi vì trong tứ đế nó có cái pháp, hai cái pháp siêu thế, hai cái pháp đầu tiên nhân quả thì hiệp thế. Nhưng hai pháp sau thuộc về siêu thế, thứ nhất là diệt đế và đạo đế là pháp siêu thế, thành ra mình không thể nói được. Mà cái người mà thấy tam tướng là tới tệ thứ ba là có thể thấy được tam tướng rồi, tệ thứ ba là tệ thấy tam tướng đó, rồi tệ thứ tư thấy thế này thế nọ. Nhưng mà cái phàm nhân đó thường thường là theo chú giải thì tới cái tuệ thứ 12, tức là tuệ sẵn khả rú bạch khả nha ná, là tuệ xã hành đó. Thì thường có người không qua được cái tuệ xã hành bởi nó có nhiều cái mà làm cho nó không thể phát sanh được. Thứ nhất là cái người đó đó được thọ ký là thành Phật chánh đẳng chánh giác trong tương lai. Nó nếu cái lúc mà đang thọ được thọ ký đó mà không có xả cái lời nguyện của mình để thành đó, thì cái lúc đó có thể đạo quả phát sanh được, nghe là đi cái rẹt 16 tuệ đó. Nhưng mà nếu mà người đó không xả thì có hành cách mấy cũng tệ thứ 12 ấy thôi, bởi vì cái gì mà được thọ ký rồi đó không thể đạt đắc đạo quả trong vòng 4 a tăng kỳ đặng cho hóa ít trong dược thưa quý vị. Đó là phải là cái luân lưu bao nhiêu chuyện vậy đó. Cái thứ hai đó, người đó làm ngũ nghịch đại tội thì cũng tới cái tệ đó, đó là
nó không có nó không có phát sanh tiếp tục để đắc đạo quả, nghĩa là mấy cái lớn đó. Cái thứ ba là giới bất tịnh mà không làm trong sạch. Cái thứ tư là nói những cái lời mà xúc phạm tới bậc thánh, nói lời xúc phạm tới bậc thánh, tức là nó gọi à ví dụ bà qua nan tà đá đó, tức là nói lời xúc phạm tới bậc thánh thì tới đó nó cũng ngừng như thường, chứ không phải là lúc nào mà thấy thấy tam tướng là đâu có được, đâu có đi. Nhiều khi thấy tam tướng mà cái gặp với bà Sanu và kỳ lê xả, tức là phiền não minh sát, mà nó vợt một cái làm cũng ngáp như thường, chứ làm sao mà không có. Thành ra quý vị đừng có nghĩ là nó tới đó là nó thấy tam tướng là có thể thấy tứ thánh đế. Cái chuyện thấy tam tướng là chuyện khác, mà chuyện thấy tam thế nó một trời một vực, nó có nhiều cái trở ngại nó lắm chứ không phải dễ đâu. Thành ra hai cái chuyện nó khác nhau vừa xa lắm chứ nó không có gần. Nam mô Bích Thà giá. Nam mô Tha giá, Nam mô Tham ma giá, Nam mô Sân kha giá. Dạ thưa con thành kính tri ân sư, dạ con hiểu được những cái lời của sư giảng. Để tiếp theo con xin phép ba định tuệ song tu ha, cho con liên tục hỏi tí xíu nữa thôi, rồi con sẽ đọc cái câu hỏi của định tuệ song tu. Thưa sư, cũng liên kết trong cái thọ ký đó, mà có lần con cũng ý định là con sẽ là con đọc trong những cái bộ kinh, có bộ kinh đó, nói là giống như ví dụ như tiền thân của vị đó phát sanh tâm cúng dường xong rồi phát nguyện rằng được cái này cái nọ, thì cái vị mà nhận thí đó họ thọ ký thì nhiều kiếp luân hồi sau đó là cái vị đó được thành đạt trong cái lời phát nguyện. Nhưng theo con hỏi á, nếu như mà mình phát nguyện mà không có ai thọ ký cho mình thì mình tin rằng là mình có được như vậy hay là không á, thưa sư? Con chỉ muốn hỏi như vậy thôi. Con kính thỉnh sư. Nam mô Bất Thà Dạ Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, ví dụ như mình bố thí tới cái vị tam quả tới quả mới nhập thiền, mới xả thiền diệt ra đó, thì mai ra gì đó còn biết, còn thọ ký cho mình. Chứ còn mà mấy cái khác thì làm sao mình có điều kiện đó. Ví dụ mình bậc dầu rồng để mình dân cúng đến bậc tứ thánh quả đi nữa, mà đều bậc a la hán đó là thuộc loại là sục khả và sa cả, tức là bậc thiền khô đó, hành thiền minh sát để đắc như vậy đó, thì cũng không có chắc gì mà gì đó biết mà để thọ ký cho mình. Cái quan trọng là khi mình nguyện rồi đó, mà mình làm có đầy đủ chi đồ này kia ông sùng đó, thì mai ra có thọ ký hay không có thọ ký nó vẫn được theo cái đó như thường. Nhưng mà cái còn cái chuyện mà đa số khi mình nguyện á, thường thường đó quý vị, nếu mà quý vị để cái nguyện là bao giờ nó cũng dính dấp tới cái tham đó, muốn được cái này cái kia. Bởi cái nguyện của mình là tại sao gọi dính dấp cái tham, bởi vì mình có sự thỏa thích, nghĩa là rất là vi tế, cái sự thỏa thích trong cái sự luân hồi. Tại vì mình nguyện muốn được cái đó, tức là mình phải kiếp sau mình mới được chứ, hay là ít nhất vài kiếp nữa mình mới được. Thì là khi mình nguyện vậy đó, tức là trong cái tâm, cái chiều sâu của cái tâm của mình đó, là nó có cái sự thỏa thích trong sự luân hồi. Mà khi có sự thỏa thích trong sự luân hồi á, thì cái đó cái quả nó yếu lắm, trừ phi mình có cái điều kiện mình gặp những cái bậc tứ thiệt kìa. Tâm tham đó mình thỏa thích, tức là mình muốn có kiếp sau mình mới được hưởng cái đó. Thành ra thường thường đó, chúng tôi đó khuyên quý vị là làm phước gì rồi đó, nguyện để được chấm dứt các ác pháp ngủ ngầm, các phiền não, chứ không nên là nguyện để kiếp này gặp Phật, cái kia gặp Phật. Mình nguyện gặp Phật để làm gì? Tốn thời gian sanh tử luân hồi, gặp Phật vị lai, Phật di lạc sắp ra đời đó, sắp đắc đạo quả ít nhất cũng cả ngàn tỷ kiếp nữa, kiếp người mình này là chứ không phải kiếp đó, cả ngàn tỷ kiếp nữa.
Thì hỏi mình sanh mình mà trong 1.000 tỷ kiếp đó mình có bảo đảm là kiếp nào mình cũng gặp được Phật pháp hay không? Nên nhớ giáo pháp Đức Phật chỉ có 5.000 năm thôi. Thì mình nguyện như vậy. Nguyện chấm dứt phiền não, ráng học, ráng cố gắng học cái phần còn lại mà trong vòng 2.000 năm này. Ít nhất là cũng có cơ hội là cơ hội nào? Cơ hội là 5.000 năm, tức là Đức Phật mà xá lợi mà tụ lại thành một vị Phật ở cội Bồ Đề Đạo Tràng đó, biểu diễn song thông rồi này kia, sau ít nhất mình cũng có cơ hội để mình có thể đắc đạo quả được. Chứ còn mình nguyện gặp Phật vị lai để làm gì mà trong khi mình không tạo cái nhân để được đắc quả. Gặp Phật vị lai rồi đó, Ngài nói cái gì, Ngài gặp mình thì Ngài chỉ cười cười thôi, bởi vì tên này tu nháp, nói ra nó không hiểu, nói vô ích, nó thấy không? Thật ra cái gì Đức Phật này còn lại đó thì ráng cố gắng nên học nên hành đi, học hành tối đa để tạo cái nhân, bởi vì mình chắc chắn là mình không thể mình đắc đạo quả trong một vài kiếp tới, thế nhất mình cũng luân hồi ít kiếp chứ mình không có luân hồi tới rất nhiều kiếp như vậy. Quý vị nên nhớ cái chuyện đó, không bao giờ mà gieo vào cái chữ con đầu óc mình đó, một cái chủng tử mà luân hồi đó nó rất là nguy hiểm đó. Bởi vì kiếp này mình ở đây chứ mai mốt mình mở mắt ra mình thấy ở đâu đó, thấy đại dương bao la ngát ngát 100 năm nội trồi lên lần không trúng miếng dán có cái lỗ thì cũng chết bá thở luôn. Thành ra còn giáo pháp Đức Phật này đó, thì ngài 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 Phật vị lai ngài có ra đời ngài cũng nói bao nhiêu chuyện đây thôi. Bây giờ còn đây ráng học ráng hành đi, tối đa làm tối đa để được cái vốn, chứ còn mà nguyện gặp Phật vị lai chứ cho nó mệt luân hồi thì nhiều khi rồi lúc là luân hồi chán quá rồi thôi buông lơi luôn, nó mệt lắm ha. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sankha giá. Dạ thưa chúng con thành kính tri ân sư, dạ biết rồi. Dạ bây giờ con tiếp câu hỏi của định tuệ song tu. Trong cái câu hỏi của định tuệ song tu có cái tiếng Bali. Con xin không đọc nha, tại vì con đọc con sợ sai. Kính chiêm sư giải nghĩa khi này. Cái nghĩa là các pháp lấy tác ý làm sanh khởi. Con cảm ơn sư. Con cũng sorry là con không có đọc tiếng Bali. Dạ con kính thỉnh sư giảng giải câu hỏi của định tuệ song tu. Con xin kính thỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tâu Mẹ. Dạ kính thưa chư quý vị, cái tâm sở mà Manasikara thì nó phát sanh nó có ba chuyện, ba ý nghĩa khác nhau. Tại sao mà thành ra mới có cái câu là các pháp có tác ý làm sinh khởi là vậy đó. Thứ nhất là cái tâm sở này nó phát sanh để làm cho đối tượng nó rõ hơn trong các lộ tình tâm. Ví dụ như mà mình có đối tượng đến mắt tai mỗi lưỡi thân ý mà mình không có cái tâm sở, tâm sở này nếu dịch chú ý thì nó đúng hơn là tác ý. Dạy chú ý này ở đó thì mình không thấy đối tượng, không nghe, không biết đối tượng đó, tại vì mình không có ấy. Thành ra cái thăm ma đây có nghĩa là các loại đối tượng khác nhau, loại đối tượng. Cái thứ hai đó tức là quý thủy triệt tạo bà tỷ bà ta mà cầm má ná xì cà rá, tức là cái tâm sở này nó làm cho các lộ trình tâm phát sanh được các pháp. Ở đây thì chỉ cho cái sự phát sanh liên tục của những lộ trình tâm, mà cái lộ trình tâm thì cái tâm sở này đó là nó nằm ở trong cái tâm gọi là ngũ môn hướng tâm. Cái thứ ba là cháu ná và tỳ bà tha manasikara, tức là bởi vì cái tâm sở này là nó là cái nhân để làm cho các động tốc phát sanh, và động tốc nó phát sanh tức là động tốc sanh để nó tạo nghiệp. Thì cái pháp ở đây chỉ cho nghiệp, thành ra chữ pháp đây nó có nhiều nghĩa, nó tạo như vậy đó. Đó là lý do tại sao mà có câu là các pháp lấy sự chú ý làm cái nhân để sinh khởi các pháp khác đi theo nó. Nam mô Bụt Thầy giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa, con đang thấy tín hiệu của định tuệ song tu. Kính cảm ơn sư, chúng con cũng thành kính tri ân sư đã giảng giải câu hỏi của định tuệ song tu. Chúng ta còn lại 16 phút nữa là hết cái giờ vấn đáp của sư Liễu Tông. Trong room con đang thấy một cái câu hỏi của chiếc lá cuối cùng. Cái câu hỏi này con sẽ đọc nhưng mà trả lời thì do sư ha. Chiếc lá cuối cùng: thưa thầy, con trai con thọ ngũ giới nhưng còn độc thân. Một hôm lái xe về hỏi con để cân bằng tâm sinh lý và đã đi tìm gái bán hoa. Như vậy có phạm giới tà dâm không? Xin thầy giúp. Thưa, con đã đọc xong câu hỏi của chiếc lá cuối cùng. Con kính thỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy Gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, cái này công số điều kiện thì không phạm, nhưng mà đa số thì phạm. Bởi vì dầu cái bán qua thì vẫn có người giữ gìn, chẳng phải không? Cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, ở cái xứ mà có những cái luật lệ mà cấm cái những cái vụ liên quan tới đó vẫn phạm như thường. Bởi vì cô đó, cái loại mà người ta không cho làm đó, mấy cô mà không cho làm đó, kể như là được luật pháp bảo vệ. Thành ra các cô gái mà trong một trong 21 loại phụ nữ được bảo vệ bởi cái này cái nọ này kim sùm, nếu mà người nam đụng vào đều phạm giới sát sanh, phạm giới tà dâm cả đó. Thành ra chúng tôi không biết cái cô gái hôm qua này có phải thuộc loại một trong 20 mấy loại đó không, thì có thể bị. Còn nếu ở trong những cái nơi mà nó công khai cái vụ này đó, tức là vô trả tiền làm đàng hoàng này kèm sùng đó, thì cái đó có thể tránh được. Nhưng mà cái đó rất là giới hạn trong cái việc mà tránh cái sự phạm giới đó. Nam mô Bụt Thầy Gia. Con sorry, cái bàn tay của con nó tự nhiên con bỏ xuống nó không có được. Nam mô Bụt Thầy Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sakha Gia. Dạ thưa, chúng con thành kính tri ân sư Liễu Tông. Để con coi vị nick chiếc lá cuối cùng cũng kính cảm ơn thầy. Dạ thưa, cái câu hỏi này thiệt sự thì con cũng sorry, con đọc con có chút ngại ngùng đó, chứ không phải ý gì bác, chiếc lá cuối cùng thông cảm ha. Bây giờ con đọc tiếp cái câu hỏi để khỏi mất thời gian, là vị định tuệ song tu. Kính xin sư giải thích ý nghĩa của chữ Bali này. Là con không có đọc lên ha. Bậc tiểu nhập lưu, con cảm sư. Con kính thỉnh sư trả lời cho giảng giải cho vị định tuệ song tu. Con kính thỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy Gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự chư là sổ tạo bên na, chư sổ tạo bên na đây là bậc nhập lưu. Sở dĩ có cái từ bậc nhập lưu này là trong chú giải đó. Trong chú giải của quý bạch sanh thi bà ni thì họ có đề cập tới vấn đề là cái vị mà đắc, cái vị hành giả đó mà đắc được cái tệ thứ hai đó. Mà đắc được cái thứ hai đó. Xứng đáng được gọi là chung lá sổ tạo bánh lá thứ tiểu nhập lưu. Có nghĩa là nếu mà cái tuệ đó nó phát sanh mà người đó vẫn giữ điều đặn cái sự quán xét của mình, giàu rằng không có thể lên được cái bắt đầu tuệ thứ ba trở đi đó, vì lý do này lý do nào không biết, nhưng mà vẫn giữ tới cuối cùng đó, thì bảo đảm được một kiếp cổ lộ nhân thiên, tức là kiếp sau chắc chắn phải sanh về loài người hoặc là cõi trời dục giới, chứ không có đi bốn đường ác đạo. Thành ra đó là mới có chữ chu lá sổ tạo bên na là vậy đó, tiểu tu đàng quần này vậy đó, hay là tiểu nhập lưu, tức là bảo đảm được một kiếp là không có đi bốn đường ác đạo. Nam mô Bụt Thầy Gia. Nam mô Bụt Thầy Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Dạ thưa chúng con,
thành kính sư đã giảng giải câu hỏi của vị định tuệ song tu. Một lần nữa chúng con kính cảm ơn quý cô chú anh chị em đã nêu câu hỏi cho Râm được học hỏi trong cái giờ vấn đáp của sư rất là sống động. Chúng ta còn 12 phút nữa, con kính mời một hai câu hỏi nữa tranh thủ để sư còn nghỉ ngơi đi khất thực. Không biết sư có đúng là con nghĩ là sư đi khất thực hay không, tại sư thường nói. Thưa sư, nếu mà chưa có câu hỏi thì con cũng xin vô cái câu hỏi của con nãy, con cũng thắc mắc nhưng mà con thấy con hỏi liên tục cho nên con nhường cho định tuệ song tu. Bây giờ con hỏi lại thưa sư, khi mà con trong tiểu bục kinh, trong những cái bài tiền thân của Đức Phật, con thấy bài nào cũng là cúng dường bố thí đó, cúng dường mà phát nguyện hết trơn. Là cái lúc mà con chưa có hỏi sư thì trong lòng con nghĩ tại sao mà cứ bố thí xong lại phát nguyện là trải ra cái tâm tham, mà lâu nay mình học là mình bố thí mình đừng có nên cầu mong để cho cái sự bố thí thí của mình trong cái ba thời giữ là suy nghĩ chuẩn bị, rồi nếu mà có điều kiện hoặc là đang bố thí hoặc là sau này đều giữ tâm trong sạch vui vẻ. Mà sao khi con đọc thì con thấy bài nào cũng có là cầu mong rồi được thọ ký, xong rồi nhiều kiếp thì cái vị đó thực hiện được cái lời nguyện. Cho nên con có thắc mắc là sao mà cứ bố thí tâm tham miết. Cho nên bây giờ sư giảng giải như vậy thì con hiểu được là con sẽ không cầu mong. Nếu con bố thí thì con cứ bình thường giữ ba thời, rồi cái quả trổ thế nào thì trổ, chứ con không cầu mong nữa, con bỏ cái tâm tham. Con kính nếu mà theo cái suy nghĩ của con nương về sư, cái lời giảng của sư như vậy đó, thì nếu mà có gì dư thời gian thì sư giảng thêm cho con. Bây giờ tiếp theo là con có thấy rồi cái câu của bác chiếc lá cuối cùng không phải là câu hỏi. Thì bây giờ con kính thỉnh sư, và cũng sư cũng chuẩn bị là hết giờ, con kính thỉnh sư nha. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự đó mình làm có phước gì rồi đó, thì có hai chuyện phải làm, tức là mình cho người và cho mình. Cho người tức là mình hưởng phước báo tới người đã quá vãng, nhưng mà cho mình á tức là nguyện, nhưng phải biết cách nguyện. Bởi vì nguyện là một trong những 10 pháp ba la mật, tức là chí nguyện ba la mật. Tức là nguyện như thế nào? Nguyện để chấm dứt phiền não, tức là nguyện để đi ra khỏi luân hồi, thì cái hành động thiện của mình đó, bố thí đó, nó mới được gọi là bố thí ba la mật. Thì cái đó là cái nên làm. Chứ còn mình nguyện để được kiếp này kiếp sau, để được này được nọ thì thường đó, cái đó thì không ai khuyến khích cả. Nên nhớ cái chuyện đó, không ai khuyến khích cả. Bởi vì mình phải nói là mình khi nào mà mình không biết nguyện đó, thì cái ở đây cái chữ nguyện với chữ sinh đó, nó rất là dễ dính trong cái đầu óc phàm phu của mình. Nên nhớ, nếu mà mình quý vị nào vô coi trong tăng chi bộ kinh Phẩm Vua Môn Đá, thì đại bài kinh nói về nguyện với sinh đó, thì chúng tôi xin tóm tắt như vậy nè. Lúc Phật dạy cái ông đó, cái ông chúng ta tự nhiên quên tên, là nếu mà chúng người mình mà cầu xin ở cái đấng nào đó rồi được như ý, thì thế gian này không ai là người đau khổ cả. Nên thành ra chữ xin nó cái cầu xin là nó không có giá trị, nhưng nguyện là làm gì, là mình muốn cái pháp của mình đó, làm đây nè, để chấm dứt phiền não, tức là chấm dứt cái tham. Nhớ cái đó, chấm dứt phiền não tức là nguyện để đi ra, chứ không phải là mình nguyện để đi vô. Còn cái này mình nguyện để được này được nọ là nguyện để đi vô. Ví dụ giờ mình bố thí xong rồi nguyện kiếp sau được làm người đẹp hoàng vũ, hay là đệ nhất diệu sùng đó, cái đó tức là mình phải sanh lại trong nhiều đời nhiều kiếp mình mới được cái đó, chưa chắc kiếp sau đó được. Nhưng bây giờ mình nguyện đi ra khỏi luân hồi, tại sao
Tại vì khi mình nguyện chấm dứt phiền não, tức đi ra khỏi luân hồi, mà chắc chắn chưa chắc là đi đâu, bởi vì lý do tại sao, bởi nó chưa đủ năng lực, hay là mình làm chưa đủ cái hết hết cái điều cần phải làm. Thì nhưng mà cái chắc chắn, cái điều mà cái quả đương nhiên nó phải có, thì đương nhiên như thế nào, ví dụ cô Sài Gòn giờ cần 10.000, nếu mà cô nguyện 10.000 lỡ ra cái mua cái gì đó phải thế, phải đồ, cái cô thiếu tiền phải không? Thì bây giờ mình nguyện cho trúng 1 triệu, thì khi nào có 1 triệu thì 10.000 đại quả đương nhiên. Thành ra khi mình nguyện đi ra khỏi luân hồi, trong thời gian mình chưa đi ra khỏi luân hồi, thì những cái gì mà cần phải được trong trong cái thời gian mình còn luân hồi là quả đương nhiên, cái đó không cần phải nguyện. Nên nhớ vậy đó, bởi vì khi mình nguyện cái mà trong luân hồi đó là cái tham nó chen vô đó. Thành hai cái khác nhau ha. Bởi sinh tức là muốn có cái gì đó mình mới sinh, còn mình nguyện tức là mình muốn làm cái gì đó, hai cái nó khác nhau. Một cái là muốn có cái gì đó là sinh, còn nguyện tức là muốn được, muốn 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 không phải muốn nữa, mà nghĩa là để được, để tạo cái gì đó, cái nhân gì đó. Hai chữ nguyện với sinh khác nhau, sinh là muốn có, còn nguyện là để từ bỏ cái gì đó. Hai cái nó khác nhau rất là xa, chứ làm sao mà nó giống nhau được. Đó là lý do tại sao mà mình phải hiểu mấy cái chữ đó vậy đó. Thường thường là còn 5-10 phút nữa chúng tôi xin nói đi trị bệnh là đi trị bệnh 5-10 phút đó, chứ không phải là đi giờ này bên đây chiều rồi không có đi trị bệnh, là đi xin vậy đó, là xin quý vị đó 5-10 phút đó. Để giờ bây giờ thêm một câu hỏi nữa thì cũng không kịp, hoặc là đi ra đây làm công việc cái đất này nó hơi trễ. Thành nó xin thưa các bậc chư tôn hiền giả cùng cây sinh nam một sinh nữ trong đạo tràng, tất cả phước báo phát sanh được do sự pháp thoại trong ngày hôm nay, xin là hãy mối duyên lành để tất cả chư tôn hiền giả cùng cận sinh nam và sinh nữ trong đạo tràng có cơ hội để chấm dứt các ác pháp ngủ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bích Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sẵn Khà Giá, Nam mô Tà Nát Tà Giá Xà. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sẵn Khà Giá. Chúng con thành kính tri ân sư tôn. Đã qua một cái buổi pháp ở vấn đáp chúng con rất là lợi lạc, chúng con kính chúc sư được luôn an lạc, chúng con cũng kính tri ân sư Trí Đức tạo duyên để cho chúng con có cơ hội được học hỏi. Thành kính cảm ơn quý cô chú anh chị có những câu hỏi chung cho room. Kính chúc tất cả được an lạc và khỏe mạnh. Sau đây con xin nhường mic kính thỉnh sư Trí Đức có những ý kiến cho cái buổi vấn đáp hôm nay. Kính kính thỉnh sư. Sa thú sẽ trần đạo đang nói tại sao im ru à. Rất là hoan hỷ hôm nay ngài Phật pháp vấn đáp và đã được ngài Liễu Tông chủ tọa, là những câu hỏi của quý vị là những bài học rất là xuất sắc và chúng tôi học nơi quý vị rất là nhiều. Bây giờ thời gian cũng vừa phá lẻ, mời sĩ trần đạo làm thủ tục của mình ha. Uttamang gena vande hang bada pangsum paruttamang butte yo kalito doso butho kamatutang mamang Uttamang gena vande hang kammang charuvitang warang Thamme yo kalito doso thammo kamatutang mamang Uttamang gena vande hang sanggang rupi Tho tamang sẵn khe vô khali tô đô sô sẵn khô khả ma tu tăng ma măng Gia đê qua ta sang ti vi ha ra qua si ni Tu ra ca ha po ti ga re ta hin ta tham ma da đê na ba quang tu bu chi tê
sot thinh karong te tha vi ha ra mang da le te ra cha mạch cha na wa ka cha bích kha vô sarang mi ka da na pa ti u ba sa ka ga ma cha de sa ni ga ma cha i sa ra sapa na put ta su ki ta ba wan tu te cha la pu cha ye bích cha a da sam ba wa sang se da cha ta a tho wa pa ti ka nít yang nít kang đang na warang batik cha te sape bikusara karong tu sang khayang taru chit kang satang thammo thamma chara chapuk gala sang go ho tu samak go wa athaya cha hita cha am he rakhang tu satthammo sape bi thamma charino putting Samba Punayama Thammariya Bawe Bite. Dạ con kính thỉnh sư Thanh Tâm truyền đọc kinh phúc chúc cho đạo tràng chúng con ạ. Alo, alo, chắc như vậy là Thượng tọa Thanh Tâm không có chút máy. Xin được phép thay mặt Thượng tọa Thanh Tâm phúc chúc để kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Hôm qua tôi sắp vào măng ga lăng rắc khăn tôi sắp vào lễ qua ta sắp vào bụt đá hai nô pha quê nà sà đà sô thi phó quanh tôi tê phó qua tôi sắp vào măng ga lăng rắc khăn tôi sắp vào lễ qua ta sắp vào thăm mai nô pha quê nà sà đà sô thi phó quanh tôi tê phó qua tôi sắp vào măng ga lăng rắc khăn tôi sắp vào lễ qua ta Samba Sangkai Nupawe Nasada Sothi Pháp quanh tu tên tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo Pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Te Atthalatha Sukhita Varunaha Buddhasa Sane Aroga Sukhita Otasa Sabbe Hi nhà tị khuyên, cầu xin cho các hiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hóa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các hiền tín khỏi bình hoàn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thúc lành thai Akasatha chapumma tha dewa naga mahithika punyang no amudang tu chirang rakhang tu sasanang Akasatha chapumma tha dewa naga mahithika punyang no amudang tu chirang rakhang tu hatta ke Akasatha chapumma tha dewa naga mahithika punyang no muat Anu mô đăng tu chi răng ra khăn tu nha ta vô Akasa tha cha bum ma tha de wa na ga ma hít thi ca bún nhăn no Anu mô đăng tu chi răng ra khăn tu ba ni no Akasa tha cha bum ma tha de wa na ga ma hít thi ca bún nhăn no Amu no no đăng tu chi răng ra khăn tu no sa đa Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long dương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hệ phước điều chúng tôi. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Viễn thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu siêu sanh. Dạ con đã làm thủ tục xong rồi, con xin gửi mic lại cho Ngài Trí Đức và Ngài à. Sa thú chư trần đạo. Hôm nay buổi sinh hoạt của đạo tràng Phật pháp văn đáp và ngài Liễu Tông đã chủ tọa
đến đây xin được chấm dứt. Và chúng ta sẽ nghe ân đức của Tam Bảo để kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá. Bye.